tham nhẫn, không thể tránh được. Cái kia là không cần thiết, còn cái dưới là không có tránh được. Nha, điều đó có nghĩa là người tu không có phải thấy cái gì khó khăn là bỏ chạy là một cực đoan, mà thấy khó khăn cắm đầu vô để mua được cái chữ nhẫn cũng không nên. Nhất là ghét nhất là mấy người nó để trải nghiệm đó. Rất là lạ, không biết theo cái kinh nào không biết. Chứ sẵn đây có một chuyện điều quan trọng. Quý vị có thương thầy bà tăng ni, tôi không có can. Quý vị muốn thương ai thì thương. Nhưng mà cái mà tôi nhắc chừng đó là đừng có vì thương quý thầy quá rồi cắm đầu. Thầy nói sao nghe vậy mà không phân biệt được đó là kinh hay là ý của thầy. Nghe kịp không? Thì đó rất là quan trọng, bởi vì thầy nào họ cũng có cái, mỗi người cũng có cái hoàn cảnh riêng và có những cái nhận thức nó đi ra từ cái hoàn cảnh đó. Nghe kịp không? Ví dụ như là ông bị tiểu đường, người đọc gặp mặt mình nó nói chuyện hợp hay nhắc cái vụ ăn kiêng á. Người tiểu đường mình tu tập tiếp xúc với người tiểu đường nhiều chút biết. Tại vì tiểu đường họ nói chuyện mà nó có cái mùi tiểu đường. Mà tăng xong nói chuyện mà nó có cái mùi tăng xong. Ngộ lắm, mà mình không biết là mình cứ theo họ đó, bụng mình không hiểu được tăng xong mà nó bụng mình đi mình rước đó, cái đó về. Cho nên là nhớ cẩn thận cái đó. Rồi cái thứ ba là cái giải pháp chúng ta là gì đây? Lìa bỏ tà tư duy. Lìa bỏ tà tư duy, tức là biết cái đó không tốt rồi phải bỏ. Rồi cái thứ tư là tư chưa nói hả? Thỏa mãn đó, chứ phải thỏa mãn mà chiều đó, phải chiều đó. Đau khổ một cái gì? Gào. Mình thỏa mãn nó chứ không chỉ sao mình cũng chặt cái mình quên mất tiêu. Mình thấy mình tôi nguyên đám mới nhớ. Rồi có nghĩa là có những trường hợp mình phải giải quyết bằng cách là mình chiều, nhưng mà phải nhớ là trường hợp nào. Chứ vì nó muốn đi nhậu, nó muốn đi đánh bài mình chiều thì không được, phải không? Cái gì nó hợp lý hợp đạo, phải thêm nhớ hai cái hợp nha. Cái gì mà hợp lý hợp đạo thì mình giải quyết bằng cách là mình chiều. Ví dụ như mình đói thì mình phải ăn, khác là mình phải uống, đúng không? Còn ví dụ như bên nước điện buổi chiều người ta tiền viện đó cho ăn, nhưng mà nếu mình bị cái bệnh nào đó đặc biệt trên cái đường nó xuống thì mình cũng phải tự mình chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị một cách kín đáo, chứ không phải là mình xuống chiếc bếp mình đặt bồn đặt bát thì buổi chiều nó mình nghĩ mình xuống máu rồi xuống mình chiên rồi đó, làm bánh xèo nó ra lật ra rồi làm bún mắm vậy đó, để cái đường nó xuống, làm đường xuống đường nó ra quá rồi em đi sao quá rồi. Phải lấy gì đấy, gì phải cái nữa nè, nhìn thẳng vào nó để quan sát nó, chứ không phải chạy trốn nó. Nó có trường hợp là mình phải giải quyết một cách là mình hiểu nó, chứ không phải là bịt mắt vào. Cái này quan trọng, có những vấn đề ta phải giải quyết bằng cách là ta hiểu nó, chứ không phải là ta bịt mắt lại. Các bạn biết ví dụ bên dân trung tâm nó có câu là đừng giải quyết vấn đề theo cách con đà điểu riêng, nó chạy tới đường cùng nó vùi đầu luôn cái. Còn Việt Nam mình thì cụ lần mấy ta nó che cái mặt là xong, thấy chưa? Còn mấy người sợ ma là chú trùm cái mền là xong, họ thì nghĩ ma nó không có dở cái mền nó được. Đó nó không có đó, ở đây đi với ai cũng có cái mũi tuổi thơ trùm mền, cái lớn là con nghĩ là không biết. Vì tôi biết nó là cái sợ ma là trùm mền, cái lớn nó chết luôn cũng phải trùm. Vì ma nó không có dở mền, giải quyết vấn đề một cách rất là trẻ con, rất là nông nổi, rất là thiển cận, rất là một chiều, rất là phiến diện. Rồi một cách nữa đó là giải quyết phiền não bằng cách là phòng ngừa đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, đó là khi tu túc lục căn ấy. Đối với lục căn đó là phòng ngừa, đây là sao? Phòng ngừa đây mới là mình bịt mắt, còn phòng ngừa đây có nghĩa là trong cái chung kinh kia chữ là ngữ phòng á, ngữ phòng á, ngữ là ngừa đó, ngữ phòng. Thì ngữ phòng có nghĩa là khi mắt thấy tai nghe thì phải chánh niệm, biết rõ thấy, biết là thấy, nghe được nghe. Tôi nhắc lại một lần nữa, quý vị không có nhu cầu tu tập tứ niệm xứ thì bà con nghe cái này thấy rất là kỳ. Nhỏ lớn người cũng nhìn tùm lum, tại sao bây giờ phải ngừa là rất quan trọng. Nếu mà một ngày đó quý vị tu tập tứ niệm xứ, quý vị phải cẩn thận đó là
hạn chế nghe nhìn, bởi vì nghe nhìn nó chỉ lợi bất cập hại, lợi ích hơn hại. Mày hiểu không? Cứ 100 lần mình nhìn là phiền não hết 98 lần. Rồi tu lâu mà nó giảm chứ còn 90. Rồi nó giảm trí, cuối cùng là mình nhìn mà mình không bị phiền não nữa, mà trường hợp nó rất là hiếm. Cái trung bình vào vô mình nhìn 100 lần là phiền não hết ta hết 98 lần. 98 là 90 lần. Cho nên cái giải pháp tiếp theo là tu túc lục căn. Tu túc lục căn là sao? Có nghĩa là lầm. Cái này phải nghe cho kỹ. Tu túc lục căn có hai nghĩa. Một là chánh niệm khi đang nghe nhìn. Hai, hạn chế chuyện nghe nhìn. Thì đó gọi là tu túc lục căn. Đã phải ghi xuống nha. Tu túc lục căn nó có hai. Một là chánh niệm trong mỗi lần mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đó gọi là tu túc lục căn. Cái thứ hai là hạn chế cái chuyện tiếp xúc. Và con còn nhớ hôm trước mình học về tứ thực không? Trong đó có cái xúc thực á. Có nghĩa là cái con người của mình, cái phẩm chất của mình, cái bản chất của mình, nó tùy thuộc vào cái chuyện mình thường sống nhiều với cái gì, còn nhớ không? Cái người mà có nội dung, có hàm dưỡng thì họ không có hướng ngoại, họ không có đi tìm cái niềm vui, không có đi trốn cái nỗi buồn thông qua ngoại trần, có biết không? Có nhiều người chỉ cần một góc nhà, một tủ sách là họ đủ rồi. Mặc dù họ đọc sách gì mà chưa biết, mở ra thì là nó đỡ hơn cái tên mà ăn rồi lái xe chăm vòng. Như nãy tôi mới gặp một bà cụ mới trưa nè, nó nói cái cụ ấy tên buồn quá đó, chạy vô này già. Nhiều cụ già chát, càng nói ba câu là phải khạc đàm thì chứ cũng ráng hát. Xuân đã về, xuân đã về, xuân đã đến bên đây, xuân đã đến bên kia, vậy đó là cái rồi ba hồi đấy thì mùa xuân đã qua từ lâu lắm rồi, mà quần lá ra quần đá đen đó mà cứ nhảy vậy, bạn nó mới kể rồi nhảy tới nóc luôn. Thì họ không có nội hàm, họ không có được, họ không có khả năng quay lui, họ không có khả năng quay vào bên trong. Nói một cách đơn giản, khi nhà mình không có gì để vui thì mình mới mò ra hàng xóm. Khi nội tâm không có gì vui mình mới mò ra cái ngoại trần. Mà cái người mà giải quyết cái buồn vui bằng cách lửa tới ngoại trần thì cái buồn vui của người đó rất là có vấn đề, hiểu không? Bởi vì ngoại trần luôn luôn nó là bất toại. Các vị tin tôi đi, cầm cái phone lên trong vòng 3 phút là cái người mà thích nói phone nó toàn nói, người nói chuyện tào lao không à. Còn cái người mà họ có chuyện đàng hoàng để họ nói thì họ ít thích, rất là ghét người phone. Ví dụ một người như Hòa Thượng Kim Triệu thì Hòa Thượng Hộ Thiền Sư thì tôi biết Hòa Thượng Kim Triệu nói cái gì? Nhiều lắm á. Mình có thăm cái ngày lắm á. Thì ngày gọi con, ngày hỏi chứ má khỏe không con. Rồi tiếp theo là má lúc này nó có hành thiền không? Rồi xong. Thì con nghe không có rề rà. Con hỏi còn hơi nhiều rồi bắt đầu nó ra khỏi cái cảnh giới tu tập rồi. Nha. Cho nên tu túc lục căn nó có hai. Một là chánh niệm trong lúc sáu căn tiếp xúc sáu trần. Thứ hai, hạn chế cái chuyện đi tìm sáu trần. Mà người tu mình nhớ thế này, người tu mình có hai cái chuyện phải làm, đó là tránh hay là trừ. Tránh cái điều ác chưa có và trừ cái điều ác đang có, mà thường là trừ dễ hơn tránh. Đúng không? Có hiểu không? Trừ dễ hơn tránh. Chứ để mà nước nó tới nơi rồi nó mới nhảy đó thì thường mình thấy nó mất mát không thèm nhảy luôn. Ở đây có nhiều vị, tôi biết ở đây cũng có nhiều vị biết cái gì đó, có nghĩa là trong cái cộng đồng người Việt Nam mình có nhiều tấm dỗ đó, rất là nhiều tấm dỗ. Bây giờ thì hết là chứ hồi 20 năm trước tôi ở đây nè, chỗ bác sĩ Điền tuần nào cũng có mấy chiếc xe bus mà họ chở người già đi đến bàn, bây giờ còn không? Mình với đồng chỗ khác là giờ đi điểm giờ đi điểm có cái cụ đó tên đó cụ cũng thở bằng ống, sao tự nhiên cái cụ tỉnh thì gia đình mới hỏi cụ muốn cái gì. Ba mà hết bệnh tôi con cái gì cũng chiều á, ta nói con muốn cái gì á, mới đất trà cậu mê tiếp tức là không muốn cái gì nó lét chạc, cái là ông mê tiếp, thì ông mê đợt hai là tôi ra là tụng rút ống luôn,
Nó còn đang lãng giảng đến đánh đánh. Coi như là một khi mình đã dính rồi rất là tháo gỡ, rất là khó tháo. Và bữa nay tôi có nhắc là một chị mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng, nói rằng là điều đùa, đó là trong từng phút trôi qua chúng ta đang âm thầm kính đáo dọn một cái chỗ về cho mình. Về đâu đó mình không biết, mình cũng bài kỹ ghê, mà mình không có ngờ. Và tôi nhắc lại quý vị đừng có tưởng là quý vị phải đâm heo thuốc chó, lừa đảo lật lọng, giết người cướp của đốt nhà thì mới là tội ác. Phải mình nghĩ nhiều về cái gì thì cái đó nó sẽ đưa mình về cái chỗ tương ứng. Thí dụ tôi hỏi thiệt quý vị nha, thì quý vị thấy con nai nó có hiền, con nai con thỏ nó đâu có ác đúng không, hiểu không đó. Rồi con bướm con sâu nó có tội tình gì đâu, nó cứ suốt ngày nó cũng có chỉ nắng vàng rồi sương rồi gió rồi bông rồi hoa rồi cành là cành và đầu con bướm con ong nó đâu có tội tình gì đâu. Con ong mà đừng chọc nó chết thôi, chứ nếu mà con ong mà để nó bay nhẫn nhơ thấy nó đẹp chứ. Mà thậm chí cái bài viết một ngày mình thức dậy mà nếu loài ong chết hết thì thế giới cũng chết theo, chị biết không? Biết là thấy nó vậy đó. Chỉ còn một ngày một thức dậy mà các nhà khoa học thông báo là con ong cuối cùng vừa chết đêm qua đó, là thì nó tới đêm mai phải mình nhé. Cho nên là mấy con nó thấy nó tốt, nhưng mà vì sao mà mình sanh vào cảnh giới đó? Chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết tung tăng mà thiếu công đức, không có lòng hại ai nha, không có lòng hại ai, nhưng mà cũng không có tu tập chánh niệm trí tuệ thì chết vào trong đó. Tôi nhắc lại, tôi không có lòng hại ai, tôi chỉ thích tung tăng, thích vui chơi, vui đùa với tôi cái đồ gà, mà tôi không có tu tập chánh niệm thiền định, tôi không giữ giới, không bù thị thì chỉ chết tôi về đó. Thích ăn ngon mà không tu hành, chết sanh làm loài ăn tạp. Thích mặt đẹp, thích phấn son mà không tu tập, chết làm loài sặc sỡ rè loẹt. Tức là tôi nhắc lại, tôi thích ăn ngon, thích mặt đẹp, tôi đâu có hại ai đâu, nhưng mà rất tiếc nói theo Phật pháp đó là vẫn là tâm bất thiện, vẫn là tham sân si, thì tôi sẽ sanh về làm loài. Mà đã lọt cái đoạn rồi thì cái cơ hội mà đi lên rất là khó. Các vị biết cái này, các vị mới xây sợ nè. Các vị tưởng tượng nó là cái biển Atlantic ấy, nó to như vậy đó. Mà trên đó tôi thả đầy những trái chanh đó. Trái chanh, nguyên một biển Atlantic toàn chanh không. Mà trong đó chỉ có một trái là cứ biết một câu kinh Phật thôi. Các vị trong đêm tối các vị có thể mò được cái trái đó không? Vô cùng khó. Tức là tôi chỉ báo là từ bên đây biển qua bên kia biển. Đây, tôi thả đầy những trái chanh, gọi là những trái bóng tennis. À, trái bình bông, trái bình bông, trái bóng bình bông. Mà trong đó chỉ có một trái bóng bình bông là tôi khắc chữ Phật trong đó thôi. Đây, các vị cứ nghĩ cái cơ hội tìm mình biết rồi. Nhất là biển đêm nữa chứ. Biển đêm mà mình còn biển mù nữa. Thì cơ hội mà tìm được trái bình bông nó không phải dễ. Thì cái chuyện của mình gặp được Phật pháp không phải dễ. Ở đây tôi không phải hù quý vị, mà đó là sự thật. Cái cơ hội tìm, cái vấn đề là có Phật đâu mà tìm, hiếm lắm. Còn nhớ năm hạng người tôi nói không? Một là chỉ biết có mình thôi. Hạng thứ hai là còn biết nghĩ đến người tốt với mình. Hạng thứ ba là biết quan tâm tới cái người không ân oán với mình. Hạng thứ tư là thương được bạn kẻ thù. Và bốn là thương được kẻ thù. Mà anh phải là cái hạng thứ năm mà anh mới nguyện thành Phật được. Nhưng mà nó ác một cái, chỉ có cái hạng thứ năm mới nguyện thành Phật được, nhưng mà trong vô số người nguyện chỉ có một người đi đến cuối đường thôi, bởi vì nó lâu khó. Tôi có một thời tuổi trẻ tôi cũng sung sức lắm, tôi cũng muốn nguyện thành Phật, và tôi nghĩ trước sau dầu đắc a la hán thì cũng niết bàn, thành Phật thì cũng niết bàn. Trước khi thành thiên khi mà mất luôn nó thì tôi cũng muốn được cái gì tôi cũng biết. Tôi nguyện thành Phật không phải là vì thương chúng sanh, mà vì tôi tò mò, tôi háo thắng. Mà có những lần tôi đau, tôi bị bệnh, tôi đau quá, tôi đi sớm, tôi đạp đi chân mà. Mà tôi kể các vị nghe các vị cười, nhưng mà những cái lần đó tôi thấy, tôi nhớ Phật tôi mới quý ngày nhiều hơn. Có nghĩa là trong kinh đó, một A Tăng Kỳ là 10 lý thường trong 40. Mà cách đây 20 A Tăng Kỳ là ngày thừa sức trở thành một vị A La Hán niết bàn rồi. Nhưng mà vì cái quả Phật, ngài phải đi trong thêm 20 A Tăng Kỳ
trong cái thời gian đó là ngài đã là chối từ bao nhiêu cơ hội để mà chứng quả, rồi có rất nhiều kiếp ngài cũng bị đau khổ, bị xa đọa, bị thị phi đủ thứ hết. Mà nếu lúc đó chúng ta gặp ngài, chúng ta không có biết người đó là sau này là đạo sư của mình, bây giờ ngài cũng đà tổng chung với mình, không biết. Tôi nói là nghe các vị mới sợ nè, là ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Thì vị Phật trước ngài là Phật Ca Diếp, mà trong cái thời Phật Ca Diếp ngài là một công tử nhà giàu thông minh cực kỳ, ngài có một người bạn thân là Phật tử Vân Nam, có thấy là thông minh quá đi, mới nghĩ bụng nó cái cha này mình đã tập Phật là đã nghe pháp đã luôn á, thông minh quá mà nghe một cái người thông minh sống phải lẽ biết điều mà mới rủ bữa nào đi chùa với tôi gặp Phật, chắc chắn là gặp Phật rồi còn chịu đi. Thì ngài mới hỏi chứ Phật là sao, để ông bạn nói Phật là cái người cái gì cũng biết, hạnh lành là cũng có. Thì Bồ Tát mà hỏi thêm chứ có thầy không? Bởi vì nếu mà có thầy thì ngài tới thẳng ông thầy mắt thì tới Phật gì, hiểu không? Có học ngài có thầy thì tự giác ngộ. Thì Bồ Tát nói là cái gì cũng biết mà lại không cần thầy, nhắm lòng nổi không? Nghe tôi nói không? Ông hỏi chứ Bồ Tát á, Bồ Tát hỏi chứ Phật, nghe nói Phật là cái gì cũng biết thì ông hỏi chứ cái gì cũng biết nhưng mà ông có thầy dạy ông không hay là tự ông? Thì ông kêu nó tự ngay. Thì nếu mà tự mình mà cái gì cũng biết thì nhắm có làm nổi gì đó, chỉ vì cái câu là nhắm có làm nổi không mà lúc nói câu đó bằng cái tâm ngạo mạn, hiểu không? Chỉ vì cái câu mình khó lắm có làm nổi không, cái chuyện đó phải dễ, chỉ cái câu mà không phải dễ ngài phải trả một cái giá là sao này ngài quốc 6 năm. Tất cả chư Phật thời gian maximum là chỉ có 10 tháng, minimum là 7 ngày, maximum là 10 tháng, còn ngài là 6 năm. Mà những cái hình thức mà kinh dị nhất trong cái cuộc đời này, một ông hoàng giàu có như vậy, con bò lết vô trong cái chuồng bò đó, ăn phân bò xong rồi mới đi cầu đó ra, rồi mới ăn cái mà mình đi cầu. Các vị vô trong Trung Bộ Kinh, cái bài mà Đại Kinh Sư Tử Hống nha, Đại Kinh Sư Tử Hống Trung Bộ bị đọc người ta mà thấy mình rùng rợn đó. Đại Kinh Sư Tử Hống mà chỉ vì một câu nói đó, hiếm lắm, thật rất là khó, mà chỉ sơ sẩy là tạo trọng nghiệp. Các vị biết ngài đó là ngài trong một kiếp xưa này, có một lần ngài là một đứa bé đang chơi trong xóm, ngài thấy một cái vị Phật độc giác, thấy mình nói lên nào vị A La Hán đi, vị thánh đi trên đường đi bác, cái ngài thấy cái vị đi trên không, ngài nghĩ được một gì, mình rải thang bếp á, cái ông này ông đi kiểu gì, thì ngài mới chạy vào bếp mà xuất ra ngài rải. Dĩ nhiên thì Phật độc giác cũng tránh được chút, thì đâu tránh hết, cũng bị phòng bình định cho cái nghiệp rồi, trời người ta lại cái khổ biết được bao nhiêu bệnh hoạn rồi phóng lửa tùm tùm, cuối cùng thành Phật rồi đó mà đi bác bị ta chặn đường để chửi không còn gì nữa. Thì có một kiếp đó ngài cũng có nguyên đám đệ tử hay đánh học với ngài, giờ ngài nghe đệ tử ngài khen cái ông thầy khác, hiểu không? Quý vị đến học với tôi rồi tôi nghe quý vị khen thầy Pháp Hòa đấy, thế mà tôi nói xấu thì ngài cũng bị khen, ngài cũng đang dạy anh đám nghe nè, rồi đệ tử nó bị khen cái ông thầy khác, thì ngài mới nói thế này, thì cha nó mà tôi làm cái gì mà nó xung với ngài là cái ông mà ngài chửi á, là ông đắc, ổng là đắc thiền và tu thiền mà ngài chửi ta. Cầu luôn ơi, người thanh đang kiếp nào sao kiếp này người đi địa ngục chứ, ông kêu đắc thiền mà bậc ly dục, mà mặc dù còn phàm như là bậc ly dục, sao kiếp nó đi lên là đi đâu bị chửi, bị chửi tắt bếp không có làm được gì, thị phi trùng điệp, mặc dù nhà tu cái người biết, nhà tu biết được bao nhiêu, nhưng mà cái nghiệp báo nó công bằng lắm. À, à,
trong nhà anh có một thúng kim cương, đó là anh giàu. Nhưng mà trong nhà anh có một cái xác chuột chết thì nó vẫn cứ thối. Hiểu không? Cho nên đừng nói luôn, tại vì trong nhà tôi có thúng kim cương, cho nên giờ xác chuột nó không thối thì nó đã sai. Xác chuột cứ là xác chuột. Anh là một hoa hậu, đó là chuyện của anh. Nhưng mà bụi vô mắt thì anh vẫn phải bị sốn. Chứ anh không thể nào nói là tại sao tôi hoa hậu mà bụi vô mắt tôi. Bụi cho nó biết tránh người đẹp à. Mà nói vậy tại sao nó lọt vô mà nó còn làm cho tôi xấu. Mắt của hoa hậu nó phải mắt người thường đâu. Sai. Hoa hậu cũng là con người. Cái chuyện mà cô đẹp là chuyện của cô. Cũng chuyện mà cô đi ẩu mà bụi nó tóc vô mắt là chuyện của bụi. Chứ mà lại nên nó mắc mớ gì hết. Chứ bụi nó không biết ai đẹp xấu, nó thấy được nó tóc vô nha. Thì ở đây cũng vậy. Đã mang thân sanh tử đó, thì mình phải chấp nhận tất cả vấn đề của nó. Mình thì mình cứ nghĩ là Phật là vĩ đại, đúng vĩ đại thiệt. Nhưng mà vĩ đại khi Ngài đã thành Phật, vĩ đại khi trong những kiếp luân hồi Ngài có tu hành đúc, vĩ đại thiệt. Chứ còn những lúc Ngài đại ơi thì trong kinh có gì có kể, có kiếp đến Ngài làm thiên hạ đệ nhất sở khanh. Ngài đẹp trai cực kỳ, Ngài ăn rồi Ngài cứ lừa. Có chồng Ngài cũng không ta, mà chưa chồng thì Ngài cũng tiên. Khủng khiếp như vậy. Rồi có kiếp Ngài là võ sĩ, ăn rồi rồi là kiếm sống trên võ đài, không thấy máu, ăn cơm cũng ngon. Không thấy máu, ăn cơm cũng ngon. Cho nên kiếp cuối đã quả là Ngài bị đau lưng. Chỉ có 3 tháng trước khi tịch đó, thì này Ngài có chú nguyện là từ đây đến ngày, đến lúc ta niết bàn thì cái chứng đau lưng này đừng có tái phát nữa. Vì ta đã lớn tuổi thì cái ngày chú nguyện như vậy thì đã nó hết, từ đó là hết được. Chỉ một lần rồi, chỉ có một cái vụ rồi tôi thấy là ngày có can thiệp. Chứ còn ngoài ra thì phải chịu hết trong suốt 45 năm trừ 3 tháng, tức là 44 năm ngoài 9 tháng là ngày bị đau. Đau lưng, mà đau lưng đặc biệt cái ngày đau lưng kiểu giỡn giỡn, đau lưng mà kiểu mà phải đi ông điền đó, thì ngoài là đau lưng nữa. Đó là cái nghiệp đủ, cái nghiệp sở khanh cũng làm, võ sĩ cũng làm, rồi có kiếp là ngài cũng hồn hạp với gia đình, thì thuốc cá một dòng sông. Cho nên kiếp chót là cả dòng họ ngài bị tàn sát, mai là ngài bị ai giết, mà trong suốt thời gian 3 ngày ngài đau đầu là như muốn bổ vậy. Thì lẽ ra là cái 3 ngày đau đó là phải đổi mạng đó, hiểu không? Nhưng mà ngài không ai giết được ngài, nhưng mà không biết là phải đổi mạng mà. Bằng cái ba cái ngày đào đầu như của bộ đọc cái đó nó đi khiếp, có nghĩa là nghiệp báo rất là công bằng, tức là thật là chí tôn chí thánh đúng, nhưng mà ngày cái sự vĩ đại đó không có gỡ gạt gì được trong mấy cái tội ác mà ngài đã làm hết nha. Cho nên tu túc lục căn là sao? Tu túc lục căn là trước hết mình phải có cái lý tưởng và có cái lý do, lý do tại sao tu túc lục căn và cái lý tưởng mình nhắm tới cái gì. Mình khi mình không thu túc lục căn là chỉ có khổ thôi. Trong kinh nói một cái tâm phàm mà không có thu túc nó giống như một con thú mà bị lột da vậy đó. Là sao ta? Nó dễ bị tấn công từ nhiều phía. Cái gì bị có ý cái này không? Chỉ có tay trên mình mà nó bị vết thương nó dễ bị đụng đó. Đúng không? Mọi khi nó cũng đụng mà tại vì nó không có gì mình không biết. Mà khi mình có một cái vết gì đó là đụng mình biết liền thì cũng vậy. Khi mà sáu căn không có được thu thúc mình rất dễ bị tổn thương tinh rồi đi. Mình có chánh niệm thì mình cũng bị an lạc, sống an lạc, không phải là vì chư thiên xuống phù hộ ngài hoặc là ngài có thần thông có ngoại lực có. Mà vì an lạc là gì? Ngài không bị chuyện cũ, chuyện quá khứ làm khổ, ngài không ưu tư vì chuyện cũ, ngài không có bị khổ vì những suy diễn chuyện chưa xảy ra. Và đối với diện trước mắt thì đối với ngài nó chỉ là chớp tắt. Các vị biết tại sao pháo hoa nó đẹp không? Pháo hoa nó đẹp hơn đèn màu, bởi vì đèn màu khi mình mở nó lên á, nó còn hoài. Còn cái pháo hoa là mình không kịp thấy là nó mất. Nó đẹp không? Thì cái người mà sống với cái gì mà nó nhanh chóng đó, thì đời sống nó thú vị hơn là cái người mà ôm lấy cái bóng mờ của quá khứ. Các vị còn nhớ cái chuyện mà khắc chu cầu kiếm không? Cái người qua sông mà làm rớt thanh gươm đó, rồi không muốn lặn xuống bởi vì giữa dòng nước chảy xiết, cho nên lấy cái đồ để mà làm dấu mạnh thì nó lát vô bờ.
chưa kể là miệng đóng đùa cướp nguyên con còn lại đó. mình mà trả một cái giá rất là đắt. Nó là nó phủ phàng vậy mà nó là cái thời gian mà mình ở gần cái người mình thương, mình được vui nó có nhiều. Tại vì mình muốn kiến tạo được một mái ấm cho hai người đó là mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Và cái thời gian mà mình chuẩn bị đó là nó lấy mất cái thời gian mà hai người gần nhau rồi. Giá nó quá đắt. Mà hiểu được không? Có nghĩa là một người hiểu đạo đó, họ thấy chuyện đời nó như bánh xèo vậy đó. Ăn không được bao nhiêu mà cực quá. Vì nó chè hột me mà. Có nghĩa bóng tôi có nói nó chè hột me được ăn tôi cũng thích lắm. Nhưng mà kêu tôi làm là cái xuống kiếm giờ tôi làm hột me nó lột ra mình lấy cái đắng đắng mà nó cực quá. Làm được chén lớn vậy nè. Mà chưa kể tuổi bên thị sĩ có người thì họ cho người vừa rồi cho người miếng yến mà tôi thấy mà họ lụm cái lông đó. Cái tôi có nói cái gì tôi nói chuyện đó với tôi cái tiền yến cái tiền lụm lông nó chưa biết nào mắc hơn. Người biết đó không? Cái nhíp phải nhúng miếng dầu cái chấm vô đặng rút thì cái lông cái chim nó thấy dầu nó mới chạy theo, mà có nhiều cái nó chạy theo nó chứ có nhiều cái nó không thèm chạy nào đó là mình không phải dập nó ra. Mà chưa kể bây giờ tôi phát hiện nó có một loại yến, nó kêu là tuyết yến, là một loại nhựa cây mà ngâm nó ra rồi nó y như yến, y nhộn yến. Nên bà con cẩn thận, có chừng em muốn ăn yến xào mà ăn toàn là tuyết yến là chết dịch, nó đẻ sinh nè. Nhớ nha, tuyết yến, một loại nhựa cây y chang lên tôi đi. Giống lắm, hỏi ai mà dốt lại cái bài đó. Về Cali á, hỏi cái chè giữ nhang á, thì trong đó có cái nhựa đào, rồi tuyết yến, rồi ba cái ra một cái nhựa kia. Cười ươi, mũ chơm, thì tôi báo trước tình buồn là coi chừng với em đó là không biết cái gì trong đó. Mà thấy nhiều cái giống yến kinh khủng lắm. Cho nên ăn đến nó không ra yến mà ra cái khác. Hồi nãy tiếng Pháp nói bằng Lan không à? Con xin sư con có câu hỏi. Như vậy bên Công giáo Đức Chúa Giêsu là chịu hình phạt như vậy là nghiệp của Đức Chúa Giêsu hay là nghiệp của Đức Chúa Giêsu trả cho chúng sinh? Chúa. Cái chuyện nó như thế này cũng trả lời dài thì là dài đó, thì từ đây cho đến tháng sau. Còn nếu mà trả lời ngắn thì nó như thế này. Thứ nhất, đó cái quan điểm là cho rằng có một người đứng ra gánh tội cho muôn người, cái chuyện đó nó đi ngược lại đạo Phật mình 100%. Được chưa? Cái chuyện mà một người mà đứng ra gánh, giống như nó là đời cha uống nước, đời cha ăn mặn này có cái nước, đời cháu đi tiểu, thì cái đó là không có đạo Phật. Hiểu không? Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, mà đời cháu đi tiểu chẳng phải là út rồi. Thì cái quan điểm đó không có trong đạo Phật. Bởi vì nếu mà có chuyện gánh như vậy đó thì là mình tha hồ làm, đúng không? Cái chuyện con làm là mẹ gánh như vậy thì mà nó quá vô lý. Mà tôi đã nói biết bao nhiêu lần, nó nhiều cái vô lý lắm. À, kiếp này thì tôi làm là mẹ tôi gánh, nhưng mà cái sức mẹ tôi gánh được bao nhiêu, hiểu không? Rồi những bà mẹ kiếp trước của tôi, rồi tôi kiếp trước tôi cũng từng làm mẹ là cha người khác, nó ngộ, nó lùm xùm, ai gánh ai gánh bao nhiêu cho đủ. Và cái vô lý nhất đó là nói theo một bên khoa học đó là chuyện xảy ra ở đâu thì ở đó, giống thể nào mà cái chuyện xảy ra bên Nhật mà bên Đức nó chịu ảnh hưởng, hiểu không? Cho nên ở đây đó là cái quan điểm cho rằng người này làm mà bắt người khác gánh thì cái gì đó là chuyện vừa phản khoa học mà đã vừa phản Phật pháp. Nói gọn là như vậy, mình không cần bàn tới. Còn chuyện thứ hai thì tôi cũng cho là mở mặt nó luôn. Muốn nốt một bài thơ thì qua tôi mới nói ngày qua này, muốn bàn về một bài thơ, một cuốn sách, một bài văn của một người nào đó
thì mình phải bàn đến nhiều cái khía cạnh lịch sử, rồi bối cảnh sinh trưởng của người đó vậy kìa. Thì mai là một bài thơ thôi đó, huống chi là một cái vấn đề tôn giáo nghe kìa không. Tại sao mà có cái quan điểm cho rằng là ông Mohammed không biết chữ, rồi đi tranh cừu, rồi được ông Thánh Gabriel truyền cái mật khải từ ở trên trời xuống, nhớ đâu mới đầu hồi. Rồi tại sao mà từ cái cựu ước mà được viết thành tân ước, mà nội dung của hai cái ước đó thì nó mâu thuẫn nhau cực kỳ, mà tại sao nó được truyền về thời gian, nó phải qua cái tay của các cái thế lực chính trị như bọn tôi có nói là cái giới mà quan lại phong kiến Trung Quốc, họ đã tận dụng cái tứ thư ngũ kinh, cái bát gia chư tử của người thầy trò Khổng Tử để mà họ xây dựng lên một cái gọi là cương lĩnh chính trị phong kiến. Thì bên Âu Mỹ đó, người ta cũng tận dụng cái thánh kinh để người ta gây dựng lên cái gọi là sức mạnh của giáo hội. Và thôi, các nhà thần học đã tiếp nối nhau thiêu dệt lời Chúa. Chứ nếu mà quý vị đọc kỹ cái lịch sử của Thánh Kinh thì nó lỏng lẻo dữ lắm luôn. Bởi vì đọc cái Old Testament và New Testament thì thấy nó cậy lắm. Và trong đó có rất nhiều chỗ nó xúi người ta loạn luân, nó xúi người ta giết người, nó xúi người ta khát máu. Mà các nhà thần học họ đã dệt, đã sửa nó thành ra cho nó mềm lại. Ví dụ như là uống rượu quay là uống máu ta, bánh mì là thịt ta. Nghĩa là mình thờ Chúa, nghĩa là mình đem Chúa vào lòng mình, vào tim mình, vào óc mình suy tư, mình hành động theo cái đường hướng từ bị bàn ái của Chúa. Đó là do các nhà thần học họ gượng mà giải thích, chứ nó không có cái cơ sở nào xác minh nào đó là lời Chúa. Và thứ hai, Chúa cho đến bây giờ vẫn là một nhân vật huyền thoại, khác bên đạo Phật. Bên đạo Phật lấy từ cái góc độ của nhà ngôn ngữ học, người ta có thể phân tích rằng cái tiếng Pali mà ở trong Tam Tạng đó, đó là ngôn ngữ nào, ở khu vực nào, đến độ vào thời kỳ nào để chứng minh được. Và thứ hai, nguyên một cái kho tàng nội dung, nó nhớ này, nội dung của Tam Tạng đó, một nhà nghiên cứu mà kỹ đó, người ta sẽ đang làm cái so sánh là vào thời điểm nào, từ lúc nào ở bên Ấn Độ có những cái đạo nào, và căn cứ của đó họ đoán ra được là cái Phật giáo cái nội dung này nè, đó ra đời được Phật lúc nào họ đoán ra được, nghe kịp không? Không thể trước, không thể sau vậy đó, đó. Rồi họ đối chiếu được cả về mặt ngôn ngữ học nữa. Còn đằng này bên đạo Chúa thì tôi không có phải bài xích là giết tôi giết, nhưng mà các vị chỉ xét một chuyện thôi, tức là cái nền tảng nào mà đã thiết lập nên cái gọi là cái tinh thần thánh kinh, và những cái nền tảng thần học mà do đời bắt đầu từ thời sau và Trung Cổ mới có, thì rất là gượng. Và cái bảy bản nhất nữa là cái khái niệm do có ba khái niệm bảy nhất. Một là cho rằng là có một cái sự cứu chuộc từ Chúa để gánh tội tổ tông cho loài người, đó là cái rất là vô lý, tức là một người gánh tội của muôn người. Cái vô lý thứ hai, 26 thế kỷ về trước, chính Đức Phật đã nói cái này, các tỳ kheo nếu có một đấng chỉ tôn sáng tạo muôn loài thì ta nói rằng đó là một người rất là tàn nhẫn, là tạo ra một thế giới vui ít mà buồn nhiều, nụ cười ít hơn nước mắt, tạo cho nó ngon lành, tạo như buồn quá, nhất là tạo luôn mấy lứa chống mình mới ghê chứ, hiểu không? Nó rất là kỳ. Và cái thứ ba nữa là đạo Chúa không có dạy người ta nhìn thẳng vào vấn đề của thế giới mà hứa hẹn một cái gì đó rất là xa vời. Và bảy nữa là kêu gọi cúng dường cho giáo hội, cúng dường cho nhà thờ, trong khi cái đời sống của các cái vị chức sắc giáo phẩm trong đạo thì rất là ngon lành và đạo dạo dần. Thì còn cái gì bên Phật giáo mà thẳng những thầy chùa mà hưởng thụ là lén lắm, các vị biết không? Chứ còn bên Thiên Chúa đó, cái đời sống của quý tộc của các linh mục, các hồng y là công khai, các vị biết linh mục có hai linh mục triều và linh mục dòng. Linh mục dòng giống như dòng Jesus, dòng Nam Minh, còn linh mục triều là những cái vị mà cái dòng linh mục triều là cái ngay cái ngày mà thủ phong đó, là họ phải có ba điều khấn hứa khiết tịnh là trọn đời độc thân, khấn hứa vân phục là trọn đời nghe vân lời, rồi trọn đời khó nghèo, cái ngày trọn đời không có tài sản, khiết tịnh vân lời và khó nghèo. Trong khi cái linh mục triều đó là linh mục dòng của linh mục triều đó, là họ có thể có bằng bác sĩ, có bằng tiến sĩ, họ đi dạy học, có thu nhập, và họ có thể nhận tiền lương của tòa thánh, biết không? Nhưng cái
Nó gọi các vị hồng y cardinal đó là những hoàng tử của Vatican mà. Các vị giàu lắm. Có khi mà họ một mực ở kia gọi người ta thờ Chúa để sống khó nghèo theo tinh thần của Chúa, mà đôi khi một mực một đặc khác thì họ lại sống rất là xa so với cái kêu gọi đó. Còn bên Phật giáo có việc thay chữ thì chùa là sướng, nhưng mà tôi nói thiệt đó là được. Một là được khác biệt, hai là bản thân thì chùa giấu. Nếu về công khai không thì chùa nào dám xài thoải mái như mấy cha đó. Mấy cha có thể ăn biết canh uống rượu hoài có việc gì đâu. Công khai. Cho nên nếu mà các vị kỹ một chút xíu thì các vị sẽ thấy rằng tôi không kêu gọi các vị bỏ chùa theo chùa, nhưng mà nếu muốn đánh giá một bài thơ là mình phải có một cái nhìn rất là rộng, chứ không phải chỉ một chiều. Tại vì tôi biết tiếng Hán là tôi dịch bài thơ đó, không phải. Và tôi biết tiếng Âm thì dịch bài thơ, mà mình phải tìm hiểu cái gốc tích, cái lịch sử, cái nguồn gốc, cái nhân thân của tác giả bài thơ đó. Cho nên cái quan điểm là cho rằng Chúa chịu tội tổ tông rồi đời người, nó có vấn đề rất là nặng. Mà nó nhiều vấn đề lắm, càng nó vấn đề nó nhiều, nó hết cũng bạn luôn. Tôi đọc về Chúa rất là nhiều, các vị nghe tôi nói các vị biết, tôi cũng bỏ công tôi đọc Chúa đó chứ. Hồi xưa tôi từng thương người đọc Chúa mà. Mọi người đọc Chúa biết rồi, tôi thấy có làm chia tay anh về chùa, em theo Chúa. Nó nói giỡn nhà bố đi đồn chết bà. Ok, bây giờ tôi quay trở lại cái tôi thuốc lục căng. Nó nóng quá, chú đang bị nóng. Thật ra nó có cái điểm trùng hợp là bên đạo Chúa trong cái ngày thụ phong với cái linh một dòng á, họ có ba lời khấn hứa. Một là suốt đời khó nghèo, thứ hai đó là suốt đời khiết tịnh là không có nữ sắc, và suốt đời vân phục nghĩa là chỉ biết nhắm mắt nghe lời giáo hội. Thì trong đó có cái khó nghèo á. Còn bên đạo Phật mình trong cái ngày mà vị tỳ kheo được thọ đại giới thì sư phụ cũng có dặn 8 điều, trong đó có 4 điều nên tránh là 4 đại trọng giới và 4 điều phải nhớ suốt đời. Một là nếu không ai cúng dường nhà chỗ ở, con có dám ra ngoài gốc cây ở hay không? Dạ dạ. Rồi cái thứ hai, nếu không ai cúng dường thực phẩm, con có dám sống bằng hạnh tất thực hay không? Dạ dạ. Rồi cái thứ ba là nếu không ai cúng dường thuốc men thì con dám dùng những tự lỗi thuốc mà dơ mà rẻ nhất như là nước tiểu bò hay không? Dạ dạ. Nếu không ai cúng dường y áo, con có dám lựng như vải bó sát của mình may áo hay không? Dạ dạ. Của mình bây giờ thì nếu không ai cúng dường thì con có đi bác không? Dạ, con về beo le. Nếu không ai cúng dường y áo thì sao? Dạ, con order bên thai. Nếu không ai cúng dường cho ở thì sao? Dạ, con ở apartment. Nếu không ai cho thuốc men thì sao? Dạ, con mua bảo hiểm đi xe. Hãy xin thức khác với thầy nhiều. Thầy phát những vụ thì dịp le. Chỗ le là xứ không chớ hết luôn vậy. Còn chứ tất cả thì kheo vào cái lúc thọ giới là nó được sư phụ nhận cái này gọi là bốn phép nương bắt buộc rất là mạnh, rất là đẹp. Và theo trung luật tỳ kheo có 227 giới, mà nếu cắt cớ không còn là tan ven của một giới nào hết thì chỉ giữ lại 8 cái đó là xong. Tức là nhớ tránh 4 cái đại trọng giới và sống đúng với 4 cái điều đã nếu 4 cái nếu đó, đó. Một là sống đúng 4 cái nếu đó và tránh được 4 đại trọng giới thì đó vẫn là vị tỳ kheo khả tín. Tức là 227 giới thì giữ cái 4 giới đó. Thì các vị nghe 227 mà trừ 4 thì các vị nghĩ trừ hơi nhiều, nhưng mà chính tôi là một ông sư tôi biết cái ông nào giữ được 4 cái đó là đáng để mình hôn bằng chân. 4 cái đó nó chua lắm. Chua. Trong đó có 2 cái thì tôi nói trong đó có nhiều cái mình tưởng nó dễ, nhưng mà tưởng dễ mà nó khó. Thí dụ như tỷ kheo suốt đời không được giết người,
dầu là gợi ý người ta tự sát hay phá thai. Cái chuyện mà tôi nghĩ quý vị uống thuốc chuyển kiếp là tôi biết cái đâu phải là xuống tự sát, mà tôi biết quý vị đâu có làm, đúng không? Chứ nếu mà xuống một cách có chủ ý đó, mong cho người ta làm đúng như là mình làm được, nghe hiểu không? Tức nghĩa là gợi ý cho người ta tự sát, hoặc là gợi ý cho người ta có chỉ cách cho người ta phá thai đó. Tiếng Mỹ gọi là abortion, tiếng Pali gọi là gấp pháp ba tá năng, nghĩa là phá thai là cũng phạm tội giết người. Sơ ý một chút thôi, gọi là trong luật cấm. Thì đó là bốn trọng giới, còn bên cái trung giới đó là cấm thì kheo không được gắn kết tình cảm nam nữ cho người khác, hiểu không? Ví dụ như mai mối á, ví dụ như cái cô nó cũng mới anh kia mà gia đình cổ thì không đồng ý, cái nhờ ông sư nói dùng là làm đúng rồi. Kể cả cha mẹ mình đã ly thân rồi, mình tìm cách mình gắn kết lại cũng không được, trong luật cấm đó, cấm không được gắn kết tình cảm nam nữ, bởi vì tu không xé ra thôi, còn cộng vô nữa. Cho nên mà đó là trung giới, còn cái đại trọng giới đó gọi là chỉ kheo suốt đời không có được quan hệ thân xác với thú hoặc người, thú hoặc người. Thứ hai, chỉ kheo suốt đời không được giết người dầu là gợi ý người ta tự sát hay phá thai. Chỉ kheo suốt đời không có được chiếm hữu cái tài sản của người khác mà cái giá trị của cái món đó đủ để pháp luật can thiệp, hiểu không? Trong luật ghi rõ như vậy. Ví dụ như có những trong kinh nó có những cái lúc mà một chén gạo á đủ để pháp luật can thiệp. Tại những cái vùng người đói kém á, các bạn có biết cái gì, có nhiều khi người ta lấy một chỉ vàng nó đổi một lon nước không? Hả? À, thì có những trường hợp ngặt nghèo đó thì một chén gạo cũng đủ để vào trộm giới. Nhưng mà ở Mỹ thì tôi biết hình như là $20 phải không? Mình vô trong siêu thị mình lấy một món đồ bị giá $20 là mình bị thì nói chung bao nhiêu cũng được, nhưng mà trong luật ghi rõ là tỳ kheo cố ý chiếm hữu một cái vật, một thứ tài sản mà cái giá trị của nó đủ để pháp luật can thiệp, chứ còn cái trái cà đó thì không, hiểu không? Thì không, thì đây nó không đủ để pháp luật can thiệp. Cô nghĩ cô có làm đơn, cô kiện cô hái trớ cô không? Đó. Cho nên cuối cùng là vị tỳ kheo không có được mạo nhận hiền thánh, tức là mình không có đắc thiền mà mình cho người khác hiểu là mình đắc thiền. Mình không có đắc đạo nhưng mà mình cho người khác hiểu là mình đắc đạo, để nó gọi là mạo nhận hiền thánh nha. Thì bốn cái đó thì nghe nó dễ nhưng mà hơi khó. Ví dụ như tài sản công chẳng hạn, mình làm chủ trì đó, hoặc là khi mình đi ăn như Calama đi, hãy như Calama, người ta gửi tiền tôi cũng cái nào của Calama, cái nào cũng cho đi của tôi, thì cái nào tôi phải phân biệt, hiểu không? Và nếu mà tôi xài chung á thì chính mình không ngờ chưa hết, còn có cái nữa thuê quan, có nghĩa là cái món đồ đó là luật cấm không được mang vào mà mình lén mình giấu vẫn kể là phạm trại trọng giới, tại vì mình trốn thuế. Gọi là mình trốn Hàn Quốc cấm, hiểu không? Thì cái trốn Quốc cấm nó tội nó mới nặng, như mình nó nặng cái chỗ trốn thuế. Cái món lẽ là anh phải khai mà nè, không phải khai mà cái số là mà cái số tiền thuế đó nó đủ để pháp luật can thiệp. Rất là dễ phạm. Mặc dù nghe thì nó thật thoải mái, mình không phải là người trộm cắp, trộm cướp, nhưng mà mình lại phạm những cái mà nó rất là tinh vi. Ok, nói là sao? Vì tôi đã hiểu chuyện tu túc lục căn hơn. Tu túc lục căn có nghĩa là có hai cách, một là chánh niệm trong lúc sáu căn biết sáu trần, hai là hạn chế đi tìm ngoại trần để mà tiếp xúc, nghe kịp không? Thì sẵn đây tôi nói luôn, Phật pháp định có nhiều cách định nghĩa. Nếu mà nói tu Phật là tu theo Bát Chánh Đạo cũng được, mình nói tu Phật là mình tu theo tứ niệm xứ cũng được, mình nói tu theo thất giác chi cũng được, mình nói tu Phật là con đường giải thoát là tam học giới định tuệ cũng được. Nhưng mà nếu mình nói tu Phật là tu một chữ xúc, một chữ thọ cũng được. Có hiểu một chữ xúc không? Xúc có nghĩa là làm chủ được mình khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Chỉ tu một cái chữ đó thôi, một tu một chữ xúc đó thôi,
toàn bộ Phật pháp chỉ giải quyết một chữ xúc thôi, là chữ thọ. Thọ là feeling, cái định nghĩa rất là kỳ. Kinh điển pháp môn tu hành rất là nhiều mà nó sẽ gom một chữ thọ. Đúng, tất cả vấn đề phiền não của mình nó thì bắt đầu từ cái cảm xúc. Do mình không chịu nổi cái khổ cho nên là mình làm đủ cái chuyện. Do mình đam mê một cái sướng, một cái dễ chịu nào đó, mình làm đủ cái chuyện, đúng không? Có đúng không ta? Tại sao tôi cắt tiền? Có phải là tôi muốn thỏa mãn một cái cảm giác nào đó không? Hả? Sao giờ tôi? Thế hết là cắt tiền cho tôi làm cái gì? Tôi mua xe, đúng không? Mà tại sao tôi không mua xe rẻ? Tại sao tôi mới mua xe mắc? Cái cảm xúc, cái cảm giác được đi xe xịn, tôi hiểu không? Tôi muốn ăn ngon, tôi muốn ở nhà đẹp, tôi mới đi lựa tiền người ta chứ, tôi hiểu không? Thậm chí cái chuyện mà tôi không có dám xài tiền, mà cái chuyện mà đêm mà tôi mở tiền ra tôi đếm, tôi cũng mới thích nữa, tôi hiểu không? Nói chung là cái chuyện mà tôi đi kiếm tiền đó, để nó giải quyết mọi cảm xúc là nó có tôi chứ các vị không thể chối được. Các vị nó không tiền, nó khác. Các vị làm cái gì tôi bảo đảm, các vị làm cái gì chỉ để giải quyết để cảm xúc thôi, tôi dám bảo đảm. Tại sao ông ngứa mà ông gãi? Vì ông không chịu nổi cái ngứa ông mới đi gãi, đúng không? Tại sao ông ngồi lâu mà ông lại đứt nghĩa ông đi? Bây giờ hiểu chưa? Rồi tại sao ông không sống độc thân mà tại sao ông lại có cái gia đình? Có hiểu không? Tại sao đi học đại học cực muốn chết mà sao đi học không phải mong có cái bằng để mình được? Nói vòng vòng mà cũng quay lại đến về cảm xúc nữa, có đúng chưa? Như vậy tu hành là làm chủ cảm xúc, nói như vậy không sai. Mà nói tu hành là làm chủ sáu xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc cũng không sai. Có nghĩa là tu hành là làm chủ, không để sáu căn nó tiếp sáu trần một cách bừa bãi, thiếu kiểm soát. Thì cái đó cũng không sai, hiểu không? Cho nên Phật Pháp gom gọn là chỉ còn trong một chữ xúc thôi. Tu là giải quyết chữ xúc, tu là giải quyết chữ thọ, tu là giải quyết chữ tưởng, tu là giải quyết chữ tư. Có hiểu này không ta? Tư tức là cái chủ ý, cái intention của mình đó. Tu là giải quyết một chữ một, là chữ tưởng là cái gì? Sáng mình học rồi, tưởng gồm có ba: dục tưởng, quán tưởng, thiền tưởng. Tu chỉ giải quyết một chữ tưởng thôi. Do cái chữ tưởng anh mới đi mua nhà, mua xe, lấy vợ, lấy chồng, mới là đi sắm nữ trang mỹ phẩm, rồi nên đi tập thể dục, anh mới đi du lịch, đúng không ta? Tất cả chỉ một chữ tưởng thôi. Nếu mà anh làm chủ được cái dục tưởng đó, anh không có làm những chuyện tôi vừa nói. Anh không có đi lấy bằng bác sĩ, kỹ sư, anh không có nhà cao cửa rộng, xe cổ hàng hiệu, không có. Chính vì cái chữ, vì cái dục tưởng đó mà làm nó tất cả, cho nên cuộc tu nói gọn là chỉ giải quyết một chữ tưởng, tư, xúc, thọ, thức, là một chữ một thôi. Bây giờ hiểu không? Cho nên chữ xúc nó sâu lắm, cái đạo Phật sâu lắm, chỉ một chữ thôi, một chữ xúc. Giải quyết một chữ thôi. Tất cả đời sống mình nó nằm trong cái tưởng. Bây giờ tại sao tôi thích nói về chữ tưởng đó? Tại vì đời sống mình là chuyện đời sống thế giới của tưởng. Tại sao mình đi vô viện bảo tàng museum? Không phải ai cũng thích vô trong đó. Người đó phải có một cái kiến thức tối thiểu về lịch sử, hoặc là về nghệ thuật, hoặc là về một cái khía cạnh nào khảo cổ hay là osmology cái gì đó, họ phải có một cái khái niệm nào đó, họ mới đi vô viện bảo tàng, hiểu không? Cho nên là rồi qua âm nhạc, rồi hội họa, rồi kể cả cái chuyện ăn uống, rồi áo quần trang phục, rồi trang trí nội thất nhà cửa là vườn tược. Tôi bảo đảm với các vị mọi chuyện đều đi ra từ chữ tưởng, mà để giải quyết vấn đề của xúc thọ tưởng tư thì biết cách nào ta? Sáu căn. Một chuyện nữa, cái này nó sâu nè. Ta sống nhiều bằng căn nào thì ta sẽ đi về cảnh giới tương đương với căn đó. Các vị đắc thiền sanh về cõi Phạm Thiên, họ chỉ có ba căn thôi: nhãn, nhĩ và ý căn. Họ không có cần nhiều những cái căn của mình dưới đây. Họ không cần xài mũi, lưỡi và xúc giác. Cái này rất là sâu. Cái này sâu lắm. Nghe kỹ nha. Chúng sanh gồm có ba tầng: sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái tầng mà dục giới là họ phải có đủ sáu căn, bởi vì cái tâm họ nó thấp, bắt buộc phải xài sáu căn.
mà khi mà lên cao rồi đó, lên đến cõi sắc giới là chỉ còn ba căn, mà lên đến cái cõi vô sắc là còn một căn. Vì sao? Vì thế giới này nó đối với cái người đắc thì nó không còn gì đáng để mà nghe ngửi nếm đụng, cuối cùng không còn cái gì đáng để mà nhìn nữa. Còn mình bị lệ thuộc quá nhiều thứ, nghe kịp không? Bị lệ thuộc quá nhiều thứ. Ví dụ như mình thấy cái con cá là nó phải lệ thuộc nhiều thứ hơn con chim, đúng không? Có nghĩa là ngoài thức ăn nó phải có nước, mà nước cạn quá nó sống cũng không nổi. Nhưng mà riêng cái con chim nó, cái bầu không khí biết nào cạn, hiểu không? Thì cái loài nào mà cái điều kiện sống mà nó càng nhiều lệ thuộc thì nó càng rắc rối, hiểu không? Ví dụ như mình thấy con người so với cái cây cỏ nó có rắc rối hơn không? Phải không? Tim, gan, mạch máu, tăng xong lượng đường, lượng muối, lượng cholesterol tùm lum. Nhưng mà so với cái cây thì cái cây đơn giản, nhưng mà cây so với cục đá thì cục đá nó đơn giản thôi. Thì cục đá nó thọ hơn cái cây, phải không ta? Cái cây nó lâu hơn con người, nó đơn giản hơn con người. Mà cục đá là lại đơn giản hơn cái cây nên nó thọ lâu hơn cái cây. Bị khiếp. Còn tới mình rối lắm, mệt lắm. Cho nên quay trở lại, thuộc túc lục căn là sao? Là cái này phải riêng. Sống thuộc túc lục căn nó có ba cái lợi. Thứ nhất là hạn chế cái khổ. Cái lợi thứ nhất là hạn chế, hạn chế cái khổ trước mắt nha. Hạn chế cái khổ trước mắt, có nghĩa là thuộc túc căn các vị không có bị khổ. Thứ hai là mở cửa giải thoát. Thứ ba, tự tách khỏi thế giới thấp kém. Có hiểu cái này không? Một là hạn chế cái khổ trước mắt, hai là nếu đủ duyên thì mở cửa giải thoát, và cái thứ ba đó là tách khỏi cái thế giới thấp kém. Bởi vì cái người mà càng chìm sâu ở trong sáu trần á, là cái tâm họ rất là thấp. Cái người mà thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, họ rất là thấp tinh thôi đi, rất là thấp. Tại cái người có nội dung, có một nội dung cao cao cấp đó, thì họ không có lệ thuộc nhiều như vậy. Tôi nói một tẹt luôn, chẳng hạn như những cái nhà chính trị ấy, cái đầu họ không bị bận tâm chuyện mà ăn cái gì, mặc cái gì, xài nước hoa gì, mang dài lưỡi gì, rồi cao cái thai cái cả ba cái hiểu gì, họ không có màng. Tôi sợ nhất là người đàn ông sạch quá, kỹ quá, chuyên diện quá. Cứ nhìn loại người, dĩ nhiên là ông hôi quá thì tôi cũng sợ. Nhưng mà tôi cũng sợ người đàn ông kỹ á, có biết lỗi không? Đàn ông mà dài râu nhẵn đuổi mã quần bánh bao tôi sợ lắm, bởi vì người đàn ông nó rất là cạn. Mà tôi sợ nhất là đàn ông tới đàn bà. Thà là đàn bà có tướng đàn ông, đỡ hơn đàn ông mà tánh đàn bà. Cái tướng, cái tánh đó. Cái đàn ông, đàn bà mà có tướng đàn ông đó, thì nó quá xấu thôi. Còn đàn ông mà tánh đàn bà đó, độc, xấu khác, độc khác nha. Cho nên là cái tu túc lục căn nó hay đó. Thứ nhất, hạn chế cái khổ trước mắt. Hai là mở cửa giải thoát. Ba là tách mình ra khỏi thế giới thấp kém. Một cái người như ông Einstein đó, đó là ông đi họp, ông dự một cuộc hội thảo khoa học, rồi ông đi về, ông đi ba ngày mà cũng đi từ Thụy Sĩ qua Pháp, ông trở về thì cái bà vợ ông mở cái vali lên hỏi chứ con ngựa cái nào mà nó xếp đồ cho ông vậy? Ông nói vậy là cái mặt của ông không bao giờ mà nó gọn như vậy hết. Thì ông nói thưa bà xếp vô không nói như thế nào tôi đem qua Pháp, tôi để nguyên như vậy, tôi đem về tôi trả ở ngoài. Con ngựa nào hết, chỉ có một con ngựa duy nhất. Con ngựa xếp vào và con ngựa mở ra chỉ là con ngựa thứ hai. Cái nhà là một con ngựa là đủ lắm rồi. Dễ sợ. Rồi bấm hết họ hỏi giảm đánh răng cái nào cũng đưa này lên Chúa cho. Chúa cho là sao? Khủng khiếp. Mà cái hồi cũng chưa nổi tiếng là ông ăn mặc nhìn ói lắm, nhìn ói. Bạn bè đó là mày nhìn mày ăn mặc với gớm quá. Mày là sinh viên trường Zurich mà. Cho nó lớn á. Tao mặc cỡ nào người ta có biết tao là ai đâu. Tới lúc ông nổi tiếng cả châu Âu, ông vẫn ăn mặc như vậy. Thì tao hỏi ông sao mặc như vậy mà người ta mặc cỡ nào người ta cũng biết tôi là ai. Không biết.
đi hè. Suốt ngày là chả trên trời không à, chả trên trời mà chả có ổng. Ổng là một cái nhà khoa học mà rất gần Phật giáo, khi mà ông đưa ra cái thuyết tương đối, ông nói chính cái trọng lượng, cái tốc độ nó quyết định lẫn nhau, không có gì là tuyệt đối. Tôi nói tất cả theo nhà Phật là như vậy đó. Theo nhà Phật mỗi thứ nó phải ràng buộc vào nhau, nó quy định và phủ nhận lẫn nhau. Có hiểu cái chữ nữa không? Tại sao có chữ vợ là cái gì? Có cái thằng nó giữ làm chồng, mà được gọi là chồng bởi vì có một con nhỏ nó giữ làm vợ. Tại sao gọi là mẹ là bởi vì có một đứa do bà này bỏ phọt ra. Mà tại sao gọi là con là bởi vì có cái bà đó nó chịu đẻ ra nó. Hiểu không? Chứ không phải khơi khơi mà tự nhiên có chữ vợ chữ chồng. Như hôm qua tôi kể thằng nhỏ cái hai thằng chơi thằng chơi nó lớn thằng tao lấy em mày đó, thì thằng kia nó không được chà tao bà con lấy nhau không mà ông nội lấy bà nội rồi má tao lấy ba tao tao lấy mẹ tao, thì nó hình dung ra là mấy người đó vừa đẻ ra là đã là cặp rồi. Nhưng mà nó không biết rằng, tôi nhớ tôi đọc thì tôi rất là thích, người ta nói trong tiếng Mỹ đó, mẹ vợ đó là tiếng Mỹ kia là cái gì, ma là in lo, đúng không? Nhưng mà theo Phật giáo thì đứa nào cũng in lo hết. Hiểu không? Có nghĩa là trong một mối quan hệ nào đó mình gọi người đó là ma được. Theo trong thế giới Tây phương đó thì phải qua một cuộc hôn nhân, một đám cưới thì người một cái bà người dân mà thành mới biết đột nhiên đó là mẹ mình, cho nên gọi là mẹ trong luật pháp in lo mà, đúng không? Nhưng mà theo Phật pháp thì không, theo Phật pháp không phải riêng bà mẹ chồng mẹ vợ mới in lo mà mọi người đều in lo hết. Có nghĩa là có nghĩa là nhờ vào những điều kiện nào đó thì bà mới là mẹ của tôi. Chứ trong dòng đối thoại nó bao la, tại sao tôi không kêu bà kia là mẹ của tôi? Là bởi vì có những cái sự tương quan nào đó, có một cái điểm giống nhau nào đó, có một cái sự ràng buộc tham ái nào đó mà tôi mới chung vào tôi làm con của bà. Mà có nhiều, còn mấy chục năm ra thôi, bữa mà mẹ mất rồi tôi kiếm bà khác, tôi đầu thai đi kiếm khác, tôi sẽ tiếp tục làm con bà khác. Cho nên cái chuyện y lo đấy không phải là chỉ bà nhẹ, mà luôn cả bà mẹ ruột của mình vẫn là ma là hiểu lo, mà mình lo hiểu không? Sâu lắm, cái đó là sâu. Cho nên là thu túc lục căn là sao? Là sống như những gì tôi vừa nói, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, ăn uống, nhai nuốt, luôn luôn nhớ kỹ mọi sự là như vậy đó. Một, mọi thứ do tương duyên mà có. Hai, có rồi thì đều không bền. Nhớ không ta? Một là mọi thứ do các mối relationship mà có. We are nothing but relationship. Một là mọi thứ do gì mà có. Hai, có rồi đều không bền. Thứ ba, những đắng những ngọt do sáu trần đem lại đều mốc mong manh, tại vì chúng do bao nhiêu kia mà có. Hiểu không? Ổn lại nha. Mọi thứ do duyên mà có. Thứ hai, có rồi đều phải mất. Ba, những đắng những ngọt nào mà có từ sáu trần thì nó cũng là có một cái nguồn gốc rất là đáng ngờ. Có hiểu cái đáng ngờ không? Có hiểu không? Đó là cái mà người Nhật họ thích đó, đem qua cho người Việt, coi cho người Việt mình chịu không nổi. Cái mì udon phải ăn cũng được nha. Biết đó không? Ăn mở không? Tôi mà ở Texas mà tôi gặp cái Taco Bell cũng khóc mà mẹ nó ăn buồn ngốc vậy đó. Cho nên cái thích của người này nó chưa chắc là cái ghét của người kia, nó chưa chắc là cái thích của người kia, mà cái ghét của người kia chưa chắc là cái ghét của người này. Mà khi mình hiểu như vậy thì thế giới này nó là đồ giả. Mà chưa kể bản thân mình cũng cái ngọt đó mà cách đây mấy năm mình rất là thích, nhưng bây giờ mình không có thích nữa. Và có những cái mấy năm trước đây mình kia nó là đắng, nhưng bây giờ nó không còn là đắng nữa. Đắng đây như là đau khổ, có đúng không? Chẳng hạn như ở một lứa tuổi nào đó người ta rất là thích sống một mình, có đúng không quý vị? Nhưng ở một lúc nào đó người ta sợ một mình, đúng không? Có những lúc mình thích có tiếng ồn, thích có người đi qua đi lại với mình, không chịu nổi cái sự quạnh quẽ. Nhưng có lúc mình muốn được một mình, muốn được chết khô á. Dạ như bây giờ tôi muốn được nằm ngủ thôi. Có lúc tôi sung, lúc tôi ở một mình tôi khỏe lắm. Có lúc tôi sung tôi nghĩ là cái gì hay tôi nói, có lúc gì bây giờ có một lớp học ở đây mình sẽ đem này ra mình nói cho cả lớp nghe.
Nhưng mà nhiên lớp học lúc đó có mình tôi. Rồi tôi quên mất đó, tôi nhớ là cái gì. Rồi nó có những cái buổi các bạn biết. Đúng giờ hẹn thì tôi phải tới đây. Nhưng mà trên đường đi đó, bây giờ ngủ rồi nó đã biết bao nhiêu. Ngủ đó ngủ đủ nhất. Cho nên có những cái mà ngay trước đây cái lúc mình thấy nó rất là ngọt, nó rất là đẹp, nó rất là vui. Nhưng mà cũng cái chuyện đó còn thời điểm khác nó không phải như vậy nữa. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cứ nhắm mắt học kinh, nghe nói rằng đời là bể khổ, nhưng mà không biết tại sao nó khổ thì trước sau thì cũng bỏ đạo Phật. Hiểu không? Cứ nhắm mắt nghe thầy bà tăng ni nói là hành trì theo lời Phật là sẽ được hạnh phúc an lạc, nhưng mà không hiểu tại sao thì sớm muộn thì cũng bỏ lời Phật. Và đôi khi lời Phật dạy rất là cụ thể, mà không nói gì trên trời, mà chỉ dạy rằng con làm chủ được cái sáu giác quan thì tự nhiên con người an lạc. Rồi ngài giải thích chừng nghe tại sao, lý do rất là đơn giản. Khi mà con không làm chủ sáu giác quan, thứ nhất chuyện đời luôn luôn là bất toại, nó sẽ làm cho con khổ. Cái thứ hai, với những gì mà như ý đó, thì con nhóm con có nắm giữ được nó hay không? Hiểu không? Sáu trần mà bất toại thì con là đau khổ là cái chắc rồi. Còn nếu mà trước sáu trần như ý đó, con đứng từ xa con nhìn nó hay là con có giữ được nó trong tay hay không? Nó hiểu không? Nếu mà nó không phải của con thì con phải theo đuổi kiếm tiền, đúng không? Đầu tư và xây dựng. Mà nếu mà con đầu tư xây dựng kiếm tiền mà thất bại, con có khổ không? Còn nếu mà con tìm được nó rồi thì con phải gìn giữ nó, không phải nó mất, đúng không? Thì cái chuyện mà con gìn giữ nó phải là một cái chuỗi ngày đau khổ. Mà con giữ không được thì càng khổ hơn. Giữ không được càng khổ hơn. Vì như rõ ràng mà Đức Phật dạy rõ ràng lắm. Người nói là cái đắng mà nó làm cho con khổ thì dễ hiểu rồi, nhưng mà cái ngọt á nó là làm cho con khổ thì kiểu khác. Muốn không được là khổ, đi kiếm tìm là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi phải giữ là khổ, giữ không được càng khổ. Thế là cái hồn thấy mình quái chậu. Tại sao mình mê cuộc đời là phải đến giờ mình sống thất niệm? Tâm ra đi, mình sống thất niệm chứ nếu mình chánh niệm một chút thì tình hình nó khác đi nhiều lắm. Tôi muốn bên kỳ này về không có thời gian nên tôi tập trung giảng giáo lý, tôi muốn đành sai vui giảng này, vừa giảng tới chỗ nào tôi thấy được tôi ngưng liền, mình xếp khi mà mình ngồi. Trong lúc ngồi đó bà con mới thấy tôi nói đúng cái chỗ là nó đau tùm lum hết. Mà nói giờ sao mình ý là cái thằng nó lộn xộn như vậy, bây giờ mình ngồi yên lại gì này là mình nghe nó nhộn nó ngứa tùm lum hết, này ai biết hết đó. Vì sao thời gian có dư dư kìa, chứ còn bây giờ thời gian có nhiều rồi thì tiếng tôi cũng sợ một tiếng á, nhưng ổng về đây ổng bài làm thiện để ổng bớt dạy. Cho nên phải thà mang tiếng như vậy để bà con có nhiều bài vở, nó không chạy đi đâu, nó cũng lọt nghe xuống sàn thôi. Tập trung học cái lý thuyết một cho nó vững, tới khi bà con ngồi vô bà con mới nhớ hết những cái mà tôi nói là khổ là gì, sướng là gì, thiện là gì, ác là gì. Lúc rồi con cũng thấy cảm ơn, chứ còn bây giờ ham xếp bằng quá rồi cứ xếp xong không thấy gì trong trọng, cũng đủ lụi. Có nhiều người mê nội thất, mua bàn ghế xong cứ để đâu đi gửi ra nhà người ta. Còn có người mê cái nhà quá mà mới mua nội thất, mua xong nhà hai chồng ngồi buổi trên ngồi đó có rồi. Còn bây giờ mình canh xong mà nhà vừa thở vừa giao nhà là bắt đầu là cái tụi công ty nó đem chú ba tới liền, tối còn chú ba cắn hồn dưa ăn bị gối liền trong nhà. Mà bếp đi ăn về mới ra có chú ba là hên rồi. Tôi từng đặt chân cho những ngôi nhà như vậy, cái nhà cực kỳ bình đáng, vô nhà buổi chân người á để đồ về chưa kịp á. Cho nên muốn bà con xếp chân lên ngồi là bà con phải có đồ xài liền. Thì xếp vô đầu tiên là gì, là nghe nó đau rồi, xếp vô là nghe nó phóng tâm rồi. Mà bà con cứ nhớ cái câu này, cái gì cũng chỉ để nhìn nha, phóng tâm cũng là cái để mình nhìn. Thấy kiểu không, thay vì mình ngồi xuống mình thở ra nha, vào và lúc nó phóng vào cái khác thì mình nhớ liền đang phóng tâm đang vọng tưởng, thì tự nhiên nó sẽ trở lại cái gì cũng để nhìn. Còn hồi trước mình cứ nghĩ sao lúc này tôi thiếu niệm, lúc này tôi thiếu tuệ, lúc này tôi tham nhiều sao nhiều, lúc này sao tôi thèm ăn, lúc này tôi giận thờ, bây giờ không, tất cả chỉ để nhìn thôi. Lúc bây giờ mới thấy là dầu trên chánh điện hay nhà xí đều là đạo tràng, là do đó do đạo tu. Và tôi nói một lần nữa,
nhìn một cái hoa đang nở đắc đạo chuyện nó bình thường, mà nhìn cái hoa héo đắc đạo nó mới hay. Nhìn một cái đống rác đắc đạo, nhìn một cái viên ngọc đắc đạo, đều phải là như nhau, chứ còn mình không có lựa chọn. Vì mình thật sự mình biết cái duyên mình hợp với cái gì, mà cái quan trọng nhất là làm chủ mình. Khi mà sắp chánh niệm làm được cùng lúc ba việc, còn nhớ không? Một là an lạc trước mắt, hai là mở cửa giải thoát, ba là tách mình ra khỏi thế giới thấp kém. Khi mà tách ra nhiều rất là hay, đỡ mà nó còn tắt thở thì cái chỗ mình đi chắc ăn hơn. Các vị biết cái này, các vị biết sợ những cái loài sa đỏ đó là nó chỉ biết chạy theo mắt tay mũi lưỡi thôi chứ nó không biết gì ngoài ra, biết không? Có đúng vậy không? Hả? Thì con chuột, con mối, con kiến, con giác nó không có xài cái thứ sáu, nó xài còn nó cũng có cái thứ sáu, nhưng mình cái thứ sáu nó đâu có được mấy cái mà hồi ức kiến thức kinh nghiệm, không có, nó xài toàn cái thằng bảy thôi. Nó xài toàn là nó ăn và nó cứ đi, một là nó ngủ, còn hai nó có những loại nó không ngủ thì suốt đêm suốt ngày 24 giờ nó cứ đi tìm cái này nó ăn, thì cái đó nó cào cấu, nó cắn, nó móc. Và tôi xỉu nó có một cái loại động vật mà tôi biết xét nó cho cái họ, họ tròn, họ chuột, mà nó ăn rồi thì nó chỉ là nó đào đất ấy. Chỗ nào có nó rầu lắm, nguyên một đất đẹp thì nó đào, nó đùng 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 lên là như bỗng 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 rỗng như vậy đấy, to to không, cái con này con có cột sống, con sinh sống mà giống như chuột không to to rồi khang cái con tôi sợ, tôi sợ con này nè, cái cây to này nè, nó cạp, nó cạp đầu cây ngã thôi. Một con, một đứa thì chiêu con bóc đất đùng lên, còn một con cái cây vậy này, nó cạp chắc hồi trước là lỡ cưa đó. Cạp quà mà tôi tới bây giờ tôi không biết nó ăn cái gì. Tại vì tôi thấy nó khi mình lúc nó cạp tôi không có thấy, lúc tôi tới thì nó đã xong rồi. Mà ghê nhất cái chỗ là cái cây to đùng mà lúc tôi tới nó còn bằng cái chuông này nè. Cái đó là lên đó là thợ rừng họ phải đi họ coi nó hoài, bây giờ thấy không được là họ phải làm chủ tình hình bằng cách là cắt. Thì tới cỡ này mà nó ngã thì còn gì nữa, mà nó còn chút xíu mà nó ngã là nguy hiểm. Tức là cả đời nó gọi là mấy con chuột là nó ăn là nó đi cắn đồ, biết không? Thì con người mình chứ mình đói là nó kiếm ăn, còn con chuột gọi con chuột là xuống chẳng như cắn nó cào nó cào nó làm thế này thì dày dày mà ngủ nó cắn. Còn như con mối tôi không biết là bao giờ nó ngừng thì phá đồ con mối, nó ăn là nó cứ làm hoài. Đó tôi nhớ ở miền Nam, tôi có biết cái chùa nhà quê nông thôn miền Đông, mình nằm cái trưa mình nằm mình nghe nó ăn cái trong và cái sáu căn nó chỉ tập trung cái chuyện đó thôi, biết nợ nó giải thoát. Mà mình bây giờ mình biết Phật pháp, mình biết chữ, biết đọc kinh, đọc sách thì mình lại sống y như con mối, y như con chuột, y như cái con này. Thì mai mốt mình về sống với nó. Mà khiếp lắm, mà sống buồn lắm. Đất tiền sĩ nó đẹp biết bao nhiêu không, chung chúng đất em lại cái đào hoài. Cái tôi đi còn tưởng tôi nó chỗ uổng hết. Mình thấy cảnh đẹp của nó, nó chung đất nó đào. Cái bà nói chuyện tự nhiên. Mình không có thể coi nó chuyện tự nhiên được, mình phải nhìn nó, mình nhớ lại mình. Cảnh đẹp như vậy đó mà cứ là cái con nó bị đem liền, nó về Trung Quốc hay Việt Nam cũng vậy thôi, thì nó ăn rồi nó cứ lại dưới lòng đất à. Nó cứ bươi ra vậy đó. Rất là ngán cái dòng luân hồi ngán lắm. Mà tại bây giờ mình được thân người rồi, mình ở nước ngoài rồi, cái xứ văn minh rồi, mình có tỷ tiền, có xe cổ rồi, mình đi đứng thoải mái, mình cũng có ngờ là thế giới nó dễ sợ như vậy. Nhớ cho nên cái có những cái biện não phải giải quyết mình phải là tuột tuột. Ok, rồi cái cuối cùng là có trường hợp phiền não có được gì nữa, nghe một chút. Tôi nói hoài một chuyện mà thấy sợ bà con quên. Muốn chỉnh sửa một món đồ ta có nhiều cách đúng không ta? Một, thêm, hai, bớt, ba, điều chỉnh. Cái kẻ nằm đây thì mình đưa đúng không đây? Hiểu không? Một là thêm, hai là bớt ra, hai là chỉnh, đúng không? Vì đấy, đối với phiền não cũng vậy. Một là thêm, hai là bớt, ba là điều chỉnh. Ví dụ như thu thuốc căng là gọi là điều chỉnh, đúng không?
thì còn ngày sáng là có trường hợp mình phải lìa bỏ cái cần thiết. Tu tập là gì? Là bỏ đi cái cần thiết, bổ sung cái cần thiết và điều chỉnh cái chưa được đúng đắn, hiểu không? Rồi. Có trường hợp tu là lìa bỏ phiền não, nhưng cũng có trường hợp tu là bổ sung thiện pháp, đó đúng không? Một cái là lìa bỏ, một cái là bổ sung. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh hình như cũng theo cách đó, tức là có cái phải thêm, có cái phải bớt, đúng không ta? Ví dụ như bác sĩ nói mình thiếu canxi thì mình thêm, thiếu iron thì mình thêm, thiếu vitamin D, vitamin A thì mình thêm. Nhưng bác sĩ nói bây giờ mình đường cao, cholesterol cao quá thì mình phải giảm. Muốn có một sức khỏe thì mình chỉ có hai chữ là thêm bớt thôi. Rồi. Trên gương mặt của mình muốn cho nó đẹp thì chỉ có thêm và bớt, đúng không? Giọng một mớ phấn son vô rồi lấy ba cái mụn, ba cái lông đen ra như vậy đó, đẹp mà. Rồi muốn làm đẹp một căn nhà cũng chỉ là thêm và bớt, đúng không? Cái gì nữa tôi làm tôi muốn làm đẹp một căn nhà chỉ có cách đó thôi, thêm cái gì và bớt cái gì ra. Có nhiều nhà phật tử ở đây là tôi vô tôi nhìn cái nhà, tôi nói trời ơi, cái nhà của cô mà cho tôi 3 ngày là không còn cái gì, tôi liễn hết. Tôi biết tôi thù cái tâm sân mài, biết không? Tôi biết cái vụ mà cô gái ba miền ấy. Rồi cái Phúc Lộc Thọ, Mai Lan Cúc Trúc, rồi cái gì con Long con Phụng, rồi tôi biết nó lắm. Rồi Phúc Lộc Thọ mấy ông bụng bự, rồi ông cầm trái đào, tôi ghét lắm. Rồi nhiều lắm, nói chung là người Việt Nam mình mà nhất là ba cái đồ mà nó bằng composite, biết không? Cái composite không? Bột đá, mấy cái tượng bằng bột đá, nó giống như đá, nó nặng, nó dễ ẹt à, tượng con cò, con cáo gì đó mà cái này là đi du lịch ở Hai Quan đem về cái tượng, rồi đi thêm ba những đem cái tượng. Mà cứ bị cái tu thụ nó chỗ là như vậy đó, mỗi lần tôi lao bụi tôi phải dở từ ngón tay vô cái hộp tôi cho vô con đó luôn. Ghét lắm. Cho nên muốn làm đẹp ở căn phòng đó là chuyện đầu tiên là phải liệt đi một số và mới xưa vào một số. Ví dụ như tôi nguyên cái này là gặp tôi được cho đi hát kèm lên đó là một cái nhánh cây khô, một cái nhánh cây khô gắn tường á, nhánh cây có cái dáng đẹp đó, gắn tường. Để dưới tôi để 2-3 cục sỏi đá mà đá củi là tôi hái rồi. Mình đủ để cái nến lên. Rồi tôi nhìn tôi chống đầu, chống mặt quá. Tôi muốn làm cái nhà nó đẹp thì chuyện đầu tiên là phải thêm, biết thêm cái gì, rồi biết bớt cái gì. Mà muốn làm đẹp một người thì cũng chỉ là biết thêm cái gì, bớt gì thì nó đẹp hết. Thì tu hành y chang như vậy. Rồi sáng giờ mình học toàn là bớt không, bây giờ mình mới thêm nè. Cái giải pháp cuối cùng là tu tập thất giác chi. Chứ mà lo bớt không ở trong chùa lũi nó cọ gì hết sao? Mua ở nhà 2 chồng nổi thức ăn bị đói. Ở đây đúng nơi sẵn tôi nói luôn, có những món phổ biến trong người Việt bà con không nên ăn. Chào móc phá gan, xếp sầm, đồ ủ, như là tương ngọt, chao, dưa chua, nó hại lắm. Ở đây tôi biết ai là bác sĩ, kỹ sư tôi biết, mà tôi chỉ nhân danh một cái người tôi biết chút ít tôi nói. Hạn chế cái đồ ủ á, độc. Thứ hai là bị gói, bớt là bị gói đi. Còn biết mà kẹt mà lỡ mà phải ăn thì trụng nước sôi trước, trụng mới bỏ cái nước đầu nước sau này. Và đặc biệt đừng đụng tới cái túi seasoning cho lên đường. Có ai ghét thì ở tay. Không ngon cái một nem, một nem thì cho nó lên được. Tôi ở bên Thụy Sĩ mỗi lần tôi về Mỹ tôi hay đem theo một cái hộp bột nêm mà bên đó là nó kêu là extract, bột nêm extract từ cà rốt, củ hành, khoai tây, nấm, đúng cà rốt, củ tây, củ hành, nấm, nó extract ra không thêm bớt gì hết. Thì bà con có muốn mặn thì thêm tí muối thôi, nhưng mà cái đó là chai mặn đều dùng được hết. Không, Switzerland không, tôi ở Thụy Sĩ mà. Nghe cái thương lắm. Không, để gì mình mua mà họ tới đó họ nói đồ tàu, tôi ghét tôi. Nó mắc tiền lắm. $2 là nửa ký. Một pound.
Bây giờ mình học với mình bè không? Không, không có vợ. Những bạn các bạn cho nghe. Còn bạn nó có cái hem chai ngon lắm. Cái hem chai ấy, nó làm bằng đậu hũ của Đức. Rồi nói chung là mì canh mà của Đức làm rất là ngon. Hem mì canh, xúc xích chai. Còn lẩu mắm nó làm bằng chai lẩu mắm bằng cái phô mai nó kêu là blue cheese, phô mai thúi. Em ăn bè đẹp lắm. Thì nếu ăn chai mình sẽ bỏ một bữa mình còn mấy chị nhau về đồ chai. Nhưng mà bà con phải đi qua tôi qua đó, chứ còn chưa được giác về thì phải lấy tiền gấp ba. Nói là nó hơi vô ích nhưng mà đã nói chuyện ẩm thực cũng quan trọng đúng không? Bây giờ tôi quay trở lại đó là tại vì tôi cũng ghi bà con nghe để nó nãy nó nhớ nhắc mì gói rồi cũng nhớ xài đâu có ăn nhiều thì bệnh hay gì trên biết mà lỡ kẹt mà lâu lâu mà thèm á thì phải trụng bỏ, và đặc biệt là phải luyện cái nói thì đi. Còn như tôi là tôi cũng luyện đi rồi tôi mới lấy cái bột nem của thụy sĩ đó tôi bỏ như thế. Nhưng mà nó hay lắm, nó có hai cái extract, một là extract bằng bột, còn hai là extract bằng nước. Chứ mà nó có ghi rõ là trong trường hợp mà mình bị kiệt sức ấy, thì mình chỉ chế đến sau mình bỏ vô 2% là mình được nguyên một cái sữa tô canh sức. Nên đó. Mà đem về mà không lấy tiền lại thì tôi lỗ mà lấy cái hợp tình. Tôi ăn mà thỉnh. Cái này nó dễ bị dụ nó cái chuyện là ly chi cũng như tất cả là ok. Thất giác chi là gì? Một là niệm giác chi, niệm giác chi là chánh niệm trong mọi hoạt động của danh sắc. Là từ chuyên môn còn gọi là từ ngoài đời tức là trong mọi hoạt động của thân và tâm nha. Niệm giác chi là chánh niệm trong mọi hoạt động của thân và của tâm, đó là chánh niệm. Rồi cái thứ hai, trạch giác chi là cái khả năng phân tích chọn lựa trong mọi hoạt động của thân và tâm, có hiểu không ta? Khả năng phân tích và chọn lựa trong mọi hoạt động của thân và tâm. Biết kịp không? Rồi hai chấm. Biết cái gì cần thêm, cần bớt, cần tăng, cần giảm. Biết cái gì cần thêm, bớt, tăng, giảm. Nó biết cái gì nên có, nên không chú Quỳnh. Biết cái gì nên có, nên không, nên tăng, nên giảm. Cái máy thêm bớt, biết cái gì nên có, nên không, nên tăng, nên giảm. Bây giờ nghe tôi giải thích này. Cái phần này giải thất giác chi á, là bảy cái yếu tố tâm lý cần có ở một người tu hành. Tuy nhiên lúc nào là nên tu tập cái loại giác chi nào, hiểu không? Mà để làm được chuyện đó là mình cần nó có trạng thái giác chi. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ mình học chưa hết bảy nên bắt buộc tôi phải giải thích trước thì biết thôi. Tức là biết là nên cái nào có, cái nào nên không nên có, biết nên tăng, cái nào nên giảm, cái nào nên tập nói chuyện. Cái thứ ba là hỷ giác chi, tức là biết tự tạo cái niềm vui, giúp tự tạo niềm vui trong cái việc sống đạo bằng những suy tưởng cần thiết. Có hiểu chữ này không? Bằng những suy tưởng cần thiết. Trong kinh nói suy tưởng cần thiết là cái gì? Đó là mình suy tưởng đến, mình đọc những bài kinh mà có nội dung nó kích thích cái niềm tin, hiểu không? Kích thích cái sự quan hỷ. Hoặc là mình tìm đến, mình gặp gỡ, mình lắng nghe những người thì mà có thể giúp cho cái niềm vui hành đạo, hành niềm vui tu tập của mình nó phát triển. Có những người mình gặp họ, cái sự tu tập mình nó hứng thú, hào hứng. Và có nhiều vị
Bây giờ cũng tu mình gặp họ rồi họ cứ hỏi thăm rồi gì trên trời với biển không chết mất. Đây tôi nói tăng ni mà tôi nói chung cư sĩ cũng vậy. Có những người cư sĩ mình gặp họ mình nghĩ chuyện tu hành, chứ những người cư sĩ mình gặp họ của mình không giới hai người thờ Phật thì gặp họ nói chuyện được không nha. Cho nên muốn có cái ý giúp chị rất là khó, khó chỗ là bản thân mình. Một là mình biết nghĩ đến chuyện gì đó để kích thích chuyện tu hành, còn hai nữa là mình phải đi tìm đến cái sự hỗ trợ từ bên ngoài. Riêng bản thân tôi tự tôi thực hiện nó dễ lắm, tôi nghĩ ra nhiều chuyện lắm. Ví dụ như tôi thấy mình có được những cái mà người ta 80 đứa không có, nghĩ tới nó vui. Không phải nghĩ gì vậy để mình tự đắc, nhưng mình nghĩ gì để mình vui với riêng mình, nghĩa là mình nghĩ mình đi nhanh hơn một đoạn đường, hiểu không? Vậy mình nhớ mình đã có chuẩn bị được một số chuyện, mình nghĩ mình vui, ví dụ như vậy, nó gọi là hỷ giác chi. Và cái hỷ giác chi nó còn có một cái nữa là hỷ giác chi nó có từ những cái lý do từ bên ngoài, và hỷ giác chi nó có từ những lý do từ bên trong. Có nghĩa là sao? Cái này nghe kỹ nè. Khi lòng ta không có cái để thích, không có cái để ghét thì tự nhiên ta an lạc. Cái này nó hơi sâu. Lòng mình mà còn có cái để thích, còn có cái để ghét, còn cái để bận tâm đó, nó không được an lạc, nó không được nhẹ nhàng. Mà phải đến một lúc nào đó quý vị thấy mình không còn gì để mà bận tâm, nó sẽ sung sướng. Ví dụ mình nghĩ trước đây thì mới mối quan hệ gia đình, mỗi lần nghĩ tới má, mỗi lần nghĩ tới chị, mỗi lần nghĩ tới anh, mỗi lần nghĩ tới em mình thấy nặng lắm. Bây giờ mình nghĩ tới họ nó nhẹ nhàng hơn. Chính cái chỗ mình phát hiện ra mình có khả năng nhẹ nhàng, cái khả năng nó tự giải chị, hiểu không? Mình thấy mình có tiến bộ rõ ràng. Ở trước đây mỗi lần mình nghĩ tới má, để chị như thế nào rồi tự nhiên cái chị, rồi cái này vô duyên này. Vì thương chị mà mình bận tâm luôn chuyện của anh rể, mình chỉ có gia đình anh rể. Không có đó nữa. Rồi có nhiều người họ đam mê, hồi đầu họ cũng tốt bụng, nhưng mà cũng yêu nước, yêu dân, rồi cuối cùng cái nó nảy ra cái chuyện là bất mãn thời cuộc á. Tôi có gặp ở Florida có, bên châu cũng có. Cứ gặp mặt mình họ chửi Trung Quốc. Rồi gặp mình họ chửi chính quyền Việt Nam. Mà chửi họ hàng học á. Thấy tôi ngán quá, bởi vì thì không phải tôi ích kỷ, nhưng mà thôi giờ cái duyên nghiệp chúng sanh nó vậy. Bây giờ thì trong cả 100 triệu dân Việt Nam thì mỗi người cũng phải có một phần trách nhiệm, chứ lấy gì bắt nguyên đám hải ngoại cái ăn rồi cái sách cờ sách quạt đi biểu tình chống nản quá. Mà tôi nói thiệt, tôi không về chính trị, tại vì họ từ từ nó rõ là tôi không chống ai cái ba đó. Tôi nếu mà tôi có vì lòng từ đối với chúng sinh, tôi làm một chuyện là tôi tìm cách bằng những gì tôi viết, bằng những gì tôi nói, tôi gửi cho họ những đề nghị suy nghĩ đó. Khi mà mình có dân trí thì mình dù ở đâu mình cũng có thể giúp đỡ cho dân Việt Nam, giúp đỡ cho đất nước Việt Nam nếu mình có dân trí. Nếu năm xưa vào trào Pháp và ngàn năm Bắc thuộc trong, rồi 80 năm Pháp thuộc, rồi bao nhiêu cuộc nội chiến từ nên ông Diệm mà qua tới Triệu Ông Thiệu, nếu mà người dân Việt Nam mà có cái này một chút giống như dân Nam Hàn đó, thì nó đỡ rồi. Rằng này khi mình thiếu dân trí mình nó kém quá, thì bằng cái suy nghĩ của bà già trầu thì mình đừng có trách tại sao mình khổ, tại sao có mấy triệu người mình phải vượt biên cái đó là do cái cách nghĩ của mình. Thì cái chuyện mà tôi làm cho dân tộc Việt Nam không phải là chính trị theo cái cách nghĩ gì khác, mà tôi chỉ gợi ý cho họ là hãy lìa bỏ những suy nghĩ cực đoan. Cái mà tôi kêu gọi từ đạo cho đến đời, luôn luôn tôi theo đuổi cái quan điểm đừng đi theo cái gì mà một phía một chiều. Bởi vì chính Đức Phật trong thời pháp đầu tiên ngài đã dạy rằng cực đoan thì ta tránh. Trong cái bài pháp đầu tiên chưa kịp giảng bài pháp thứ hai, thì bài pháp đầu tiên là Đức Phật đã nói rằng ta tránh mọi cực đoan. Cái gì cực đoan không? Quá nhiều bên đây, quá nhiều bên đây mà chỉ đi đường giữa thôi. Đó là cái mà chứ còn tôi không. Chứ còn cái vô lý nhất là đi theo đuổi một đường lối chính trị để chi? Để phò ai? Cứ phò cứ viên Nga. Lúc đầu thì cũng xứng đáng, nhưng mà liệu lúc cổ lên thôi, cổ còn là viên Nga có bây giờ không? Một, thứ hai, giả sử như cổ tiếp tục là cô viên Nga bây giờ thì cổ sống được bao lâu? Cổ chết rồi thì cái đứa sau nó lên nó có được như cổ không? Mà tôi đem mấy chục năm cả mạng cả đời đi tôi phò bà đứa sau có lên thì mấy năm nó lật đưa cái bà này lên. Cho nên cái tôi cần đó là quan nhất thời mà dân vạn đại. Cái tôi cần tôi xây dựng một cái dân trí thì chỉ còn kêu phò một cái đường lối thôi. Bây giờ chúng tôi cái chế độ nó lật ra ở mãi tràn về cũng chết,
mở trong nước với ông nào ở trong nước mà leo lên thế cũng chết. Tôi cầu cho bảo chúa sống lâu tôi đó thiệt, thà để họ ở đó rồi họ thay đổi đó thì mình còn sống nổi, chứ còn bây giờ mà họ mất hẳn rồi bây giờ ai lên đây thì chỉ đầu tiên tôi có đạo chúa lên, nên tôi hiểu chúa lên, chúa lên là má thở. Chứ tôi sợ có một chuyện nữa là có một lúc mà sứ quân cát cứ biết không, cát cứ tức là mỗi ăn chiếc khu á, tức là xe chạy đến đoạn tới Bù Chu thì nguyên cái trạm gác của chúa ra rồi đi tới Tây Ninh là con đà nó nhào ra rồi tới An Giang con hảo nó nhào ra rồi là mưa tan nát bây giờ tận Hà Giang Sơn tôi gì một mối. Chứ còn lúc đó cứ vô cái chốt tinh lành đi ngay cái dùng tinh lành là nó xét rồi nó hạch sách rồi xong vừa nộp thế nộp sâu xong qua cái sớm của Thiên Chúa nó làm lên tăng nữa rồi qua bên Bà Hảo qua Câu Đài rồi qua cái phòng giác Bắc Tông rồi qua bên Khất Sĩ rồi Nam Tông cũng chịu thua, Nam Tông cũng làm cái trạm nữa. Rồi lúc đó là sao nghi kỵ sợ hãi giả dối rồi gì nữa ám sát chắc chắn không đấu đánh mà ám sát khủng khiếp lắm. Lúc là lịch sử nhân loại bị chìm sâu nó trong một cái bóng đêm mờ, cho nên cái trận pháp nó rất là quan trọng. Thì trận pháp đó nó chỉ là cái khả năng chọn lựa cái để mà sắm cái đường hướng để mà hành động, tôi nói nghe hiểu không, nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tức là còn cái nhất chi là gì, hãy chỉ là mình có khả năng vui được trong cái đời sống đạo. Vui được đây có hai cách, một là mình tìm cái sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ những minh sư thiện hữu, còn hai là mình vui được với những cái tiến bộ của tự thân mình. Và tiến bộ tự thân là cái gì, đó là khi ta không còn cái để ta thích ghét nữa thì tự động nó được an lạc, hiểu không? Chứ cái kiểu không, cái an lạc ở đây không phải là ta có được cái gì trong tay, mà ta an lạc là vì ta rảnh tay. Khi ta có được trong tay thứ ta thích, đó là một thứ hạnh phúc. Nhưng khi ta buông hết tay, ta rảnh hoàn toàn, nó lại là một thứ hạnh phúc khác. Đó đúng vậy không? Và mình hãy có thứ hạnh phúc nào mà khó mất nhất. Khi có cái thứ, có cái trong tay đó thì có lúc bị buông, nhưng mà cái thứ hạnh phúc mà rảnh tay thì nó bền hơn, đúng không? Đó là hỷ giác chi nha. Rồi tới tỉnh giác chi. Tỉnh giác chi tức là sự yên tĩnh. Khi mà không có gì để theo đuổi, không có gì để trốn chạy, không có gì để thích, không có gì để ghét, thì bước một là ta được vui. Bước hai, cái vui khi nó đạt đến bước sâu lắm thì nó cho ta một sự yên tĩnh nhất định, thì nó được gọi là tỉnh giác chi. Nói nghe kịp không? Khi ta không còn bôn ba vận động với cái thích và ghét nữa đó, thì cái bước đầu là ta được vui, bước hai là ta được sâu lắng, được lắng động. Thì cái lúc mà ta được thoải mái dễ chịu khi mà không có bị phiền não vật lộn mình đó, thì cái đó gọi là hỷ giác chi. Nhưng mà cái hỷ giác chi ở mức độ sâu lắng hơn được gọi là tịnh giác chi. Và chính cái tịnh giác chi là nền tảng cho định giác chi, tức là khả năng tập trung tư tưởng. Trong chung một kinh dạy rất rõ cái đó, có niềm vui thì con mới được sự yên tĩnh. Hỷ giác chi nó làm nền cho tịnh giác chi, và tịnh giác chi nó làm nền cho định giác chi. Cái tịnh giác chi nó còn được gọi là khinh an. Có nghe chữ khinh an không? Khinh an là nhẹ nhàng. Cái hỷ là vui còn nặng, còn cái khinh an là vui nhẹ. Ví dụ như này hay nè, mỗi khi là tôi lo lắm, tôi lo không biết chiều nay cái chuyện của tôi phải giải quyết sao đây, tôi đang cần một số tiền thì mấy cô đem tới số tiền để giải quyết cho tôi mừng lắm, hiểu không? Tôi đang cần một số tiền để giải quyết chuyện gì đó, tôi đang lo lắm. Thì lúc này có người đem tới tôi số tiền để giải quyết, thì cái lúc đó tôi mừng lắm. Lúc cái mừng đó gọi là hỷ giác chi, hiểu không? Để sau khi mà khách về hết rồi, tiền cất vô tủ rồi đó, tôi đi tắm rửa sạch sẽ, cái lo nó không còn nữa.
và cái vui bồng bột hồi nãy đó bây giờ nó cũng lắng rồi, hiểu không? Dễ hiểu chưa? Cái lúc mới được thì nó không còn nữa, khách về hết rồi, bây giờ tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi chỉ nghĩ bụng thôi, rồi cái chuyện là sáng thôi, giờ khỏe rồi, lúc đó là tỉnh nhất. Bây giờ hiểu chưa? Không ví dụ cũng hiểu. Cho nên cái hỷ giác chi là cái niềm vui bồng bột, nó bồng bột là hơi nặng nhưng thật chúng ta có còn hơi thô, nhưng mà khi khách cái người đem tiền họ đi về rồi bắt đầu vô tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm đó rồi giờ không có gì phải lo hết, thì lúc đó trở đi được gọi là sáng giác chi. Thì trong cái gì, chính cái tỉnh giác chi hay là khinh an giác chi, chính cái đó nó mới làm nền cho định giác chi, khả năng tập trung tưởng tốt hơn. Nếu có cái chuyện gì nửa đêm giúp lúc tôi ngủ một giấc rồi lúc 3 giờ sáng tôi dậy, cái chuyện gì mà cần tập trung, tôi tập trung rất là tốt, thì nó gọi là định giác chi, đúng chưa? Thì người tu hành đó là và ngày dạy rằng bảy giác chi là bảy yếu tố tâm lý bắt buộc phải có, thiếu nó là không thể giác ngộ được. Bởi vì chính có định giác chi thì nó mới có cái gì, nó mới có cái thánh trí giác ngộ được. Bởi vì định năng sinh tuệ mà, nghe kịp không? Cái trong cái trong cái ý nghĩa mà gọi là phân tích chọn lọc cái gì nên có, cái gì không nên có, cái gì nên thêm và cái gì nên bớt, trong cái lúc đó được gọi là tập pháp giác chi, đúng không? Nhưng mà cũng cái trí tuệ đó sau này nó cũng chính nó là cái tuệ học, cũng cái trí tuệ đó là cái trí tuệ giác ngộ, nghe hiểu không? Đó. Cho nên không có được cái tập pháp giác chi, không có trước hết không có niệm giác chi đừng hòng mà có các giác chi sao, nhớ cái câu này phải ghi nha, phải ghi câu này, không có niệm giác chi thì không có cái các giác chi sao. Bài này chịu nên tôi giảng bài này nó hơi khó à, nhưng mà đáng nuốt. Không có niệm giác chi thì đừng hòng có các giác chi sao, vì niệm nó làm cho mình sống có kiểm soát, nhưng mà không có niệm giác chi thì không có trí nó làm việc được. Nhưng mà khi không có trí giác chi đó, không có cái trạng pháp giác chi đó, thì hỷ giác chi không có được. Bởi vì nên nhớ, không có trí tuệ thì có được niềm vui đó, thì niềm vui đó cũng là niềm vui một là tạm bỡ, hai là niềm vui bất thiện. Chính cái trạng pháp giác chi nó chọn lựa cho mình cái nào nên, cái nào không nên. Khi mình có được cái mà nên đó thì mình mới vui được nha. Mặc dù ở đây Đức Phật không nói theo trật tự nha, tôi phải nói là nó không thấy là trật tự, nhưng mà trong thực tế tu chứng nó diễn ra gần giống như vậy. Không có trí tuệ mình không có vui được, và khi không có hỷ giác chi thì làm sao mà có tỉnh giác chi, không, và làm sao có khinh an giác chi, mà không có khinh an thì làm sao có định. Nhớ nha, tại sao tôi ngưng không nói tới xã, là tôi đang dồn nói vô sáu cái đầu tiên trước. Còn cái xã giác chi là sao? Nghe tôi tiếp. Cái này tôi muốn bà con tối nay về phải nghe lại 5 lần cái bài giảng chiều nay bà con mới hiểu. Tôi nhắc là thiệt chậm nha. Muốn tu hành giải thoát thì ta phải biết rõ cái gì cần bớt và cái gì cần thêm. Cách đối phó phiền não như ta học từ sáng tới giờ thì có lúc ta phải trực diện với nó, có lúc ta phải lìa bỏ nó, có lúc ta phải chiều theo nó. Nhưng mà bây giờ chiều nay tôi dạy cái người đến một cái khác, đó là ta phải thêm, ta phải giải quyết bằng cách là thêm một cái gì đó vào, đó chính là cái giác chi. Cái chi là cái gì? Một là khả năng chánh niệm, không có chánh niệm thì anh hoàn toàn mất tự chủ, tâm hồn anh bị bỏ ngỏ. Các vị biết một căn nhà bỏ ngỏ thì dễ sợ lắm, các vị biết không? Như cái ông nó có tận hay nhậu khuya, đâu có diễn không? Ông đi nhậu khuya rồi cái bà vợ nói ông mà đi về 12 giờ ông về tôi phá cửa, ông nói ngán, bà phá ông leo rào vô. Bữa sau ông bà nói ông mà ông nhậu 12 giờ ông về tôi mở cửa tôi ngủ. Ông không dám được. Tại sợ gì? Sợ cái gì? Sợ ông hàng xóm. Sợ ông hàng xóm, chính xác. Tại vì cái mỏ ngỏ là cái rất là dễ sợ. Cái bỏ ngỏ rất là dễ sợ, vì cái câu đầu tiên là anh không về trước 2 giờ tôi khóa cửa tôi nhốt anh bên ngoài, đâu có nghe, anh có bạn mà đi giờ bạn ngủ được. Nhưng mà anh thấy cái hù của nó chưa xong, bả hù cái chuyện thế này, anh không về trước 2 giờ tôi mở cửa tôi ngủ, thì anh nghe tới chữ mở là anh khớp rồi. Bây khi cửa mà mở thì trong thứ có thể xảy ra, hiểu chưa? Tại sao mà
đó là chỉ về thử điều ra là sao nghĩ là chuyện đó. Sớm chưa? Chết rồi, mốt mà đi về trễ mà mở cửa mà ngủ là đuối luôn. Chị hiểu chưa? Cái bỏ ngỏ nó rất là nguy. Cho nên đầu tiên là không có niệm là thiện pháp bốc hơi và ác pháp ùa vào. Không có kiểm soát là nó lạ lắm. Khi không có kiểm soát là cái ác nó đi, đó cái ác nó về, nó lạ, cái ác pháp nó giống như là chuột bọ. Cái gì mà độc á, mà nó canh ra hở thì nó vô, nhưng mà cái gì khó thì nó không có canh ra hở nó vô. Xưa nay cũng biết là cái luật đúng không? Nó lạ vậy, nó hiểu không? Cái sơ hở á, hễ mà mình sơ hở là thường cái ác, cái bậy nó về, nhưng mà cái tốt nó về. Nó ngộ, cái luật vũ trụ vậy đó. Cho nên khi mà mình sống thiếu kiểm soát thì cái ùa về, cái ập vào là thường là cái bậy không à. Cho nên chuyện đầu tiên là phải có chánh niệm. Chính vì có chánh niệm nó mới làm nền cho cái trí. Cái trí là cái phân biệt cái gì nên và cái không nên. Và chính vì có cái trí đó nó mới cho mình một cái niềm vui. Bởi vì không có trí là mình không biết cái gì độc và cái gì lầm mình biết. Nhưng mà chính vì có trí mình mới biết phân biệt cái gì độc, cái gì lầm và nhờ cái phân biệt đó mà cái trên cái nền tảng là mình mới yên, mình mới vui được nha. Mà cái vui đó ở giai đoạn mà thô thì gọi là hỷ, mà ở giai đoạn tệ thì gọi là khinh an, là tỉnh. Nghe kịp chưa? Mà nhờ có tỉnh nhất chi á thì nó mới có cái xả nhất chi. À, nhờ có tỉnh nhất chi nó có tỉnh nhất chi. Tỉnh nghĩa là khả năng tập trung tư tưởng. Cái này sau rồi. Tại sao mà sau cái tỉnh, sau cái định lại là cái xả? Tôi nãy giờ tôi nói mà tôi không có muốn giảng cái đó, bởi vì tôi có lo, không biết, tôi lo ngang ngái mà con có hiểu nó đại nha. Được rồi, phải ghi. Cái con đường tu tập của mình nói gọn lại là giới định tuệ, đúng không? Rồi thì cái phần giới là mình nói sơ sơ là không qua được, phải không? Giới đã nói rồi, giới là đủ thiện xuất gia, đủ thiện tại gia, thấy chưa? Đó là giới nói cạn. Còn giới nói sâu là sao ta? Giới thân, giới khẩu và giới ý. Mà nói đến tu hành là mình không thể nói giới xuất gia, giới tại gia, mà phải nói là giới thân, giới khẩu, giới ý. Giới thân giới khẩu là sao? Là tránh không làm, không nói chuyện tầm bậy. Thì hại mình hại người thì nó gọi giới thân giới khẩu. Còn giới ý là sao ta? Là không nghĩ chuyện tầm bậy, để gọi là giới ý, đúng không? Rồi, sao?
Còn định là cái gì? Định là khả năng tập trung tư tưởng. Muốn chứng thắng bạn phải có trí tuệ. Có trí tuệ để làm gì? Để thấy là sự thật. Bởi vì tại sao mình có phiền não là bởi vì mình hiểu lầm, mình không biết được cái sự thật, cái bản chất, cái vận hành, cái cấu tạo của thân tâm mình, thân tâm con người và của thế giới là sao mình không có thấy. Chính vì mình không hiểu mình là ai, mọi người chung quanh mình là thế nào, thế giới này nó ra sao, cho nên mình mới có thích và có ghét. Vì có thích có ghét nên mình nên mới trốn cái này tìm cái kia, đúng không ta? Không? Cho nên cái muốn chứng thắng gì đầu tiên anh phải thấy là sự thật. Anh kêu thấy là sự thật thì anh thấy không có gì để anh chán và không có gì để anh thích hết. Mà muốn có được cái khả năng trí tuệ như vậy là anh phải có khả năng tập trung tư tưởng. Được không? Mà khả năng tập trung tư tưởng đó được gọi là định. Như vậy thì định năng sinh tuệ là chỗ đó đó, nghe kịp chưa? Rồi. Mà định thì nó còn có ba, là sát na định, cận định và kiên cố định. Thì định sát ra định là sao? Là sát cái khả năng tập trung tư tưởng và tổng thời. Nên cái bà mà khâu giá rồi lái xe rồi thì làm móng là sát ra định. Còn cái cận định là cái khả năng tập trung tư tưởng kéo dài trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Chưa có đắc kỹ gì hết, nhưng mà nó có khả năng kéo dài trong 1 tiếng, 2 tiếng thì nó gọi là cận định. Đúng chưa? Còn cái kiên cố định là tính từ cái tầng sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định. Bây giờ tôi nói sau, thế nào là sơ thiền, thế nào là nhị thiền, cái này quý vị nghe lại rồi nghe cho kỹ nè. Người chưa có tu thiền, chưa có đắc thiền, khi muốn suy nghĩ chuyện gì thì phải ngồi ngẫm nghĩ, liên tưởng, suy diễn. Những chữ được tôi xài rất là chính xác. Người không có đắc thiền, muốn nghĩ về cái gì thì liên tưởng, suy diễn, hình dung, tưởng tượng. Mấy cái đó được gọi là tầm và tứ. Nghe kịp không? Còn với cái người mà họ đắc thiền đó, đắc sơ thiền, thì cái chuyện mà hình dung, liên tưởng nó bớt đi, nó chỉ còn rất là ít. Vì lúc đó họ cái lệnh nó tập trung tư tưởng nhiều hơn là hình dung. Nghe kịp không? Lên tới nhị thiền thì dứt sạch, không còn hình dung, cái là cái lúc chỉ còn tập trung thôi. Nghe kịp chưa? Hiểu không? Rồi lên tới tam thiền thì cái sự tập trung nó đủ mạnh rồi thì lên tới tam thiền họ dứt luôn được hỷ ưu, có nghĩa là không còn cảm giác vui buồn nữa. Hỷ là cảm giác vui, ưu là cảm giác buồn. Lên tới tứ thiền đó thì không còn, và tam thiền thì không còn vui buồn, tứ thiền thì không còn sướng khổ. Tức là lên tới tứ thiền, thân mà bị cứa không biết, thân mà được so vuốt, thân mà được gió mát, thân mà được bị đắp nước đá, tạm nước sôi, không còn cảm giác nữa. Như vậy tôi nhắc lại, ở tầng sơ thiền thì còn một tí hình dung, liên tưởng, nghiền ngẫm, không? Lên tới nhị thiền thì mất luôn cái đó. Lên tới tam thiền đó thì sao ta? Không còn hỷ ưu, không còn buồn vui. Tứ thiền không còn khổ lạc. Mà khi không còn khổ lạc nó còn cái gì? Xả. Nhớ chưa? Tối nay về mới nghe lại cái này 5 lần mới được ngủ. Thì không nghe nghe là tối mai nghe cái hỷ gì học là mới. Thì khi mà lên tới tứ thiền rồi thì khổ lạc không còn nữa. Mà các vị thử tưởng tượng đi, một cái người mà không còn buồn vui sướng khổ thì họ nhẹ cỡ nào cũng biết đâu. Bởi trong kinh nó muốn bay được, muốn quá hiện thành thông là cái tứ thiền nó lên thì nó nhẹ hiu mà. Bây giờ nói gì thì nói chứ tôi nói cái này các vị về kiểm tra. Nó nằm nghỉ, thật ra các vị hiếm bao giờ nằm nghỉ lắm. Nếu không có là không bao giờ nằm nghỉ thì biết chuyện đó không? Ở trong yoga nó có một cái tư thế được gọi là Savasana. Tôi biết làm được không? Savasana là posture. Posture là gì? Gesture.
tinh thế, ở cái corpse là xác chết. Thì cái savasana là cái tinh thế xác chết là sao? Khi họ nằm thế này là họ relax 100%, không có gồng. Bây giờ các vị, bây giờ ai nghi ngờ ra đằng xa này nằm với đất, có phải tôi nói lúc không? Lúc nào mình cũng có gồng ít nhiều hết á. Cái muscle ở lưng mình á, ít nhiều lúc cái gồng. Là bởi vì mình nói mình nằm nhưng thật ra mình không có buông hẳn. Tôi sợ dạ quá thì có hiểu đâu. Ít nhiều thì phải có gồng hết á. Nằm tối là về muốn khi nào muốn nghỉ ngơi thật sự là mình kiểm soát, mình có gồng, mình có gồng nhất định ở cái cơ lưng luôn. Buông hết luôn. Buông hết luôn. Đấy, trong tiếng Phạn gọi là Savasana. Trong yoga nó có từ thế là Sava là xác chết, Savasana là wash of corps. Thì đó là nói về thân xác. Khi mà mình rủ rồi mình buông hết rồi, không có một cái cố gắng nữa là mình đã khỏe rồi nha. Thì đối với một cái tâm mà khi nó không còn buồn vui, nó không còn thích và ghét, nó nhẹ ghê lắm. Thì lúc bây giờ nó không còn buồn vui thì nó gọi là gì? Nó gọi là cái xả. Cái ghép chứ. Rồi, bây giờ đó là qua của nó nói với anh cha là Samatha đó. Bây giờ tôi qua nói qua cái ông Vipassana. Vipassana là tính niệm xứ. Chắc phải ghi rồi. Còn ghi tối về nghe lại. Giá nào cũng phải nghe lại mà thâu được cái hai má rồi mấy người kia về nghe cái gì. Like luôn, thầy có like luôn. Ok. Là họ lưu lại. Tôi tính niệm xứ là sao? Là buổi đầu tôi nói không biết là bao nhiêu lần phải học giáo lý, có nhớ này không? Phải học giáo lý là sống chánh niệm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cái loại người này thôi, chứ còn cái loại người không làm đúng cái này tôi không ý kiến, bởi vì họ thiền theo kiểu riêng đó. Thì kiểu riêng thì tôi biết được đâu tôi nói. Cái ông võ sư đang dạy võ cho con võ đường thì nghe tiếng là có tiếng xô xát ngoài rào đó, thì bà vợ nói anh coi cái gì kia chứ. Bây giờ tụi nó đánh lộn đó, ông ra mà ông vô mặt ông máu mà bầm bầm hết rồi. Bây giờ nó ông võ sư mà dở ẹt nhau đó, võ thì mà đánh nào có nghề kìa con, thì nó đánh theo kiểu võ rừng đỡ con này luôn. Thì dân nhà nghe á, nó nhìn cái chân ngỗng nó biết muốn đá. Nó nhìn cái chân ngỗng nó biết, nó nhìn cái tay của nó biết ổng nó muốn sáng tái rồi. Còn rồi cái do kia là mấy cái nhà nó đánh thì nó đánh trống rồi. Nó đánh trống rồi, nó đánh trống rồi. Nó đánh trống rồi, nó đánh trống rồi. Cho nên đây tôi đang nói là cái hẹn mà có học giáo lý. Chứ còn cái kiểu mà nó không chứ tưởng gì vậy nên giờ nên đi ảnh học ông Lương Sĩ Hàn miếng nào mà Thanh Hải miếng rồi mà tưởng lên từ thầy Pháp Hòa thầy Pháp Tý ông nói người nó học bà tổ tưởng nó học theo cái kiểu gì đó là tạm bính lùng quá. Nếu mà tạm lùng là chết luôn á, là lỗ thọng cẩm á, cẩm là một thọng lỗ vô cái gấp cái nào. Cho nên nó là ở đây là cái pháp môn tự quán điện đầu tiên mà nó là có học giáo lý trước và sống chánh niệm một thời gian. Thì cái chuyện đầu tiên là gì? Là phân tích nhận xác. Phân tích nhận xác là sao? Giờ nghe nè, buổi đầu là đi biết là đi ngồi, biết là ngồi không có phân tích kỹ bóc gì hết, nhớ nha. Nhưng mà một thời gian anh chị hỏi tôi bao lâu? Dạ không biết, tùy người. Có một lúc, đến một lúc nào đó tự nhiên các vị thấy nó rất là rõ. Cái chân của các vị nó là sắc pháp, nó là vật chất. Và khi nó bước đi như vậy rõ ràng là nó được thúc đẩy bởi cái tâm. Do có cái tâm muốn đi cho nên cái chân nó mới đi, chứ không có tôi đi. Lúc nó không còn cái tôi nữa mà lúc rõ ràng là cái tâm nó muốn cái thân đi thì cái thân nó mới đi. Nó rõ ràng như vậy, nó khổ lắm. Khi mình nhìn kỹ mình mới thấy còn đằng này mình. Bây giờ mình phóng dần một số hồ mình nghe đó, mình nói sao không bị tương sư. Cứ sống chánh niệm tự nhiên nó thấy rõ ràng. Thằng này kêu thằng này làm việc. Có tên gì đó không kêu nữa, lâu mình thấy rõ. Giống như bây giờ thế khơi mà quý vị than tôi gì đó, làm dâu khổ lắm sư ơi, để con mời sư về nhà cho sư biết. Tôi về nhà tôi thấy bạn gái chồng nó đối xử với mấy cô thốn lắm mà. Con mời sư uống nước đi con. Con đi chở rồi nước con kẹo làm hát chở. Tôi thấy hạnh phúc quá, nhưng mà không, tôi ở lâu mới biết. Hiểu không? Lâu quá, lúc tôi ở lâu còn đêm mới biết. Là anh Lan ơi, con có giặt thao đồ chưa? Để về nhà con đi má. À, còn đóng chén với bếp nữa nghe con.
Rồi tôi nghe nó kể là 80 công việc giao hết lên mình của cái cô Lan đó. Tôi biết ồ, làm dâu nó khổ. Chứ hồi chiều tôi vô tôi chỉ thấy sơ sơ thấy cũng được quá mà. Thấy không? Ở đây cũng vậy. Khi mà mình không có chánh niệm, mình nhìn vô đó là một gia đình hạnh phúc, nhìn thân xác này là một gia đình hạnh phúc. Nhưng khi có chánh niệm rồi mình biết đây là một gia đình mà thằng chồng thì vũ phu, con vợ thì lăn lò, bà nãy chồng thì bà chết. Hiểu không? Mà mình không có tu thì mình thấy đây là một gia đình hoàn hảo. Tôi có biết ở Việt Nam có một cái gia đình đó, ông chồng là giáo sĩ Pháp Văn, có phải trí thức không? Bà vợ là một người con gái thôn nữ, gia đình cực kỳ gia giáo, mà bà có một cái tội thì lãi nhãi. Lãi nhãi nó có chuyện nó hoài. Thì mỗi lần mà ảnh dặn chỉ đó, là cái cầu ao ở dưới nhà quê đó, sát bên chùa của tôi, ảnh nắm chân nó chỉ ảnh dặn với nước như mình nhớ gạo này. Mỗi lần kéo rồi chỉ lên thì chỉ hề xem mình nhúng ảnh hướng thì chỉ sắp chỉ chữa được. Kéo lên thì ảnh chỉ chữa được hai chữ, cái nhúng chữ xuống. Mà mỗi lần đánh vợ nghĩa là nhìn chỉ nó giống như cái nụ vẽ, tóc của chị nó xõa dài đó. Mà đó là mái tóc mà ngày xưa anh yêu, yêu chỉ rồi thấy chị ngồi bên cầu bến soi bóng đó. Thôi kê tạo. Đưa cái đó mà cưới về thì cũng hình bóng đó. Bây giờ nó nắm hai cái chân ảnh cứ giọng xuống giọng. Mà không gặp ảnh với chị cái lúc mà đánh nhau đó, thì cái nhà đó nó đẹp lắm. Vì cái nhà đó, nó nằm ở trong một khu vườn mận. Mà hồi tôi còn chú tiểu thơ chạy qua tôi xin mận tôi ăn. Có cái am xuống cái cầu bằng sắt, mà sắt dĩ tròn tròn của quân đội Mỹ. Cái cầu đó nó dài, bắt tự nó mở ra. Mà ở trên này mấy cái mận, tôi nhớ mận hồng đào, rồi mận đá, mận chua đã lắm. Mà đúng cái trái tắc xin về làm nước chiều uống ngon, trái tắc rồi chanh rồi ổi rồi khu vườn đó có mấy cái bông xoay nhái thương lắm. Nhìn cái khu vườn đó mình mơ, tôi nghĩ nếu mà có thương một người mà về đó đúng là một chút tấm liều tranh hết đi vàng đó. Nhưng mỗi lần cái họ đánh nhau thì tan quá sự nghiệp. Khi mình không có tu tới niệm xứ thì mình cứ nhìn cái thân này nó giống như vậy đó, một cái ngôi nhà quê rất là thơ mộng trữ tình. Nhiều khi tu tới niệm xứ rồi mình có thể đó là một cặp vợ chồng sai ngồi lộn đất. Nó nhiều vấn đề lắm, cho nên hành giả lúc đầu tu cái niệm là chỉ biết đi là đi, đứng là đứng thôi. Nhưng mà một thời gian mới nhận rõ ra cái vấn đề của nó là tâm muốn đi và chân mới đi. Và biết rõ luôn, từ từ biết rõ cái tâm đó là tâm tham hay là tâm sân. Tâm tham là sao? Nó ngồi mỏi quá cho nên nó muốn đi, hay là vì nó muốn đi tới chỗ kia cho nên nó mới xúi đi. Cho nên có thể là tâm sân nó xúi đi, cũng có thể là tâm tham nó mới xúi đi, hiểu không? Đó là thấy rõ. Thì lúc bây giờ hành giả thấy rõ là chân là sắc pháp, là vật chất, mà cái tâm nó là tinh thần. Thì cái giai đoạn đó được gọi là phân tích danh sắc. Xem chưa? Rồi tiếp theo hành giả đi tới giai đoạn thứ hai là phân tích duyên. Là hành giả thấy rằng cái thân này nó là cái chỗ gặp nhau của vô số điều kiện và tác động. Cái lực tác động được gọi là nhân, và cái bị tác động đó là quả. Hiểu không ta? Lúc đó từ hồi đầu mình không biết đây là danh hay là sắc. Rồi từ từ mình mới thấy ra là cái thân này nói riêng và nguyên vũ trụ này nó là một cái chỗ gặp nhau của các lực tác động, của các cause và effect. Cause là nhân và effect là quả. Nó chỉ là như vậy thôi. Có nghĩa là do đói cái người ta mới đi tìm mọi cách để có cái ăn. Thấy hiểu không? Ăn rồi nó có no, rồi nó mới có bệnh, nó có say cơm, rồi nó có buồn ngủ. Rồi đi nhiều thì nó có mỏi, nó có mệt, nó muốn nghỉ ngơi. Rồi ngồi nhiều thì nó đau lưng, mà nằm nhiều thì nó quẩn chân, bla 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 bla. Mình thấy nguyên một cái đời sống mình nó là một chuỗi dài của nhân và quả. Ở đây không có gì hết, chỉ là một chuỗi nhân quả thôi. Thì cái giai đoạn nó được gọi là thấy được cái duyên. Cái đó giai đoạn gọi là liễu duyên, rồi trí liễu duyên. Rồi sao nữa? Tôi được nguyên thiếu một cái nữa, đó là cái trí thấy tánh sanh diệt. Khi mình thấy được, mình thấy rõ đây là danh hay là sắc. Rồi tiếp theo nữa
cái danh sắc này tồn tại nhờ vào các điều kiện tác động. Rồi thấy thêm một cái nữa, tức là trí sanh diệt, tức là thấy rằng có đó rồi mất đó, có hành tính định xứ mới thấy cái đó. Cái niềm vui nó chưa được bao nhiêu, nó vừa được nhận diện thì nó đã phải biến mất, nó nhường chỗ cho một cái phiền. Nghe kịp không? Thì khi hành giả thấy sanh diệt vậy, hành giả mới đi đến cái tiếp theo là cái sợ. Sợ là gì? Hành giả thấy rằng cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Và tôi nói trước, cái sợ này chỉ có hành giả mới biết, chứ còn bây giờ các vị học thì các vị không hiểu. Nó sợ điếng luôn, các vị biết không? Các vị lúc đó các vị sẽ trải qua một cái tâm trạng giống như cái người mà bị bác sĩ mà phán là ung thư vậy đó. Các vị thấy cái chết và cái sống nó chỉ cách nhau có một tích tắc ra, còn cái sợ này là chỉ hành giả mới có. Mà các vị bây giờ có đọc một ngày cũng sách, các vị không có cảm giác này, trừ khi các vị phải qua mấy cái kia. Rồi cái chán thì á, ở cái sợ này nếu mà mình không vì nó mình bỏ cuộc, tiếp tục tiếp niệm nữa, nó sẽ đi đến giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn chán. Nó chán đến mức mình thấy sống là đáng chán, tu cũng đáng chán. Bởi vì á, sống nó chỉ là sự kết hợp giữa sanh và tử thôi, còn tu nó cũng chỉ là sự kết hợp của vô thường thôi, vô thường vô ngã thôi. Thấy kịp không? Tu cho đã để được cái gì? Không nói gì hết, chỉ được còn mù sương thôi. Đúng là giả thấy như vậy. Thì từ cái sợ nó chuyển qua cái chán. Nếu mà hành giả không bỏ cuộc vẫn tiếp tục, mà lúc đó là lúc rất là cần thầy, rất là cần bạn. Rất nhiều hành giả chỗ này họ buông không tu nữa. Cho nên tinh thái này kêu là tuệ cúng chiếu, tức là cúng chiếu về nhà. Nhưng tôi đã nói là không muốn tu nữa. Đúng chưa? Lúc đó phải có thầy có bạn. Người ta theo dõi tôi thấy bà mình tinh tấn quá, mà tại sao bữa nay đột ngột bỏ đi? Thì người ta mới tìm cách giữ lại. Còn thấy bà này mới đã làm biến từ lâu rồi cho bỏ đi luôn, hiểu không? Bà mà bỏ thì diện đi là điều là đạn với cái tuệ này không dám đâu. Bên xin nha. Bà đã làm biến từ lâu, tức là bà là nó 8 giờ thì tối là đã nghe bà ngái rồi. Và 8 giờ sáng mà nó thấy bà quan lâm ra khỏi tệ xá, thì cái bà là bà có đi thì không phải là do cái tuệ này, mà do là do bà tệ chứ không phải là do tuệ. Nó có những hành giả mà họ đi vào bệnh viện họ tìm chỗ an dưỡng, biết không? Bởi vì họ làm cái chỗ đó là mental resort. Yeah. Tại vô trong đó thì nó yên lắm quý vị. Nó yên lắm, nó không có gì phải lo hết trong đó, không có thị vi. Vì cái chùa còn phải lên chùa tụng kinh rồi phải ra này nó. Còn thiền viện thì nhà người ngửi mai chọc ái. Trong đó có nhiều người mà họ hành thiền không phải là vì mục đích giải thoát, mà họ đi tìm sự an dưỡng. Mà ăn thời gian cái họ muốn nằm nó dưỡng luôn. Cho nên đó là cái lúc thời điểm này là thời điểm mà chán này, nếu mà gặp thầy bạn mà họ giúp á, mà với điều kiện họ đã quan sát mình rồi, biết mình đang tinh tấn mà sao bỏ đi nha, chứ còn mà là biết lâu là biết sẵn thì cho nó đi luôn, rồi là đi có thưởng đó. Rồi cuối cùng là cái hận, qua được cái chán nó có cái hận, bây giờ không còn sợ nữa, không còn chán nữa, mà thấy rằng nó vốn dĩ là như vậy đó. Lúc này được gọi là hành xả tuệ. Như vậy thì các vị mới thấy tận cùng của định là đúng chưa? Mà tận cùng của tuệ là bây giờ hồi nãy tại sao tôi do dự mà tôi cứ đắp lắp hoài, tôi dám sẻ bị ác, còn giảng quá lâu vậy, hiểu không? Có nghĩa là tận cùng của định là xả, mà tận cùng của tuệ là xả. Vì sao? Cái này biết sâu nè. Vì suy cho tận cùng thì cuộc đời này không có gì để thích và để ghét, nên cũng không có gì để ta vui hay buồn. Đó là chỉ cái người đạt đến đỉnh cao nhất chỉ còn là xả, hiểu không? Suy cho đến tận cùng thì cuộc đời này không có gì là đắng hay ngọt, không có gì là vui hay buồn, không có gì là thích hay ghét. Vậy bây giờ còn cái gì nữa? Chỉ còn là một chữ lemon grass. Chẳng hay hiểu. Dạ. Cái đó nói sai chứ tả cái đó. Nhớ hay nhớ sai chứ ai biết, nhưng mà nó bậy. Xả kiểu như thế. Cuối cùng nó còn cái xả thôi. Mà có người thì hành xả, còn tu sao là bị xả nó hành. Kiểu là tu riết nó chán làm
gì đó là bị xả hành nha. Còn tu đúng là hành xả, tôi nhớ này nha, tu xa là bị xả hành. Tu đúng là hành thiền, mà tu xa là bị thiền nó hành. Tu đúng là độ đời, mà tu sai là lợi đồ. Rồi như vậy cái xả là vô ngã. Chiếc xe đạp này có phải là chiếc xe hơi không? Nó trớn quá kìa. Tôi buồn lắm, tôi buồn khi nghe tôi câu hỏi như vậy, tôi giảng rách cổ họng luôn. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là bản chất của bản chất lắp ráp của thế giới. Còn cái xả đó là tâm trạng của cái người nhìn ra bản chất đó. Bỏ hết. Nó hỏi tôi cái muỗng với cái ly cà phê, cái muỗng với cà phê hát cho cái gì nó trớn quá, cái muỗng như mình đâu quá. Cái vô ngã là cái bản chất lắp ráp của thế giới. Còn cái xả là cái tâm trạng của người hiểu ra cái bản chất đó. Bây giờ mình thấy tận cùng của định là phải đi về xả, mà tận cùng của tuệ cũng phải đi về xả. Vì sao? Vì thế giới này khi nó rốt ráo rồi nó không còn đắng, không còn ngọt. Vì khi không còn đắng, không còn ngọt thì cũng không có gì để thích và để ghét. Khi không còn thích, ghét, đắng, ngọt thì hết chọn lựa, nó còn một đường một xả. Cho nên một cái bậc mà chứng thiền chứng thánh, người ta không có ham sống nữa, vì sống có cái gì đâu mà ham, nhưng mà họ cũng không có đi tự sát, thì chết có đâu hay. Có hiểu không? Còn mà vua mình chán quá là tự sát. Bậc thánh thì chết có đâu hay, mà sống có đâu thích. Cho nên họ cứ ngồi họ chờ lá rụng. Đúng. Họ cứ ngồi họ chờ mùa xuân nó còn xanh xanh, với mùa hè thì nó mùa hè nóng, mà nếu nó rụng được rụng không thì chờ qua tới mùa thu, mà giờ lá là nó lì nó quất, thì qua tới mùa đông nó mới rụng, nó có cái đường ống nữa. Thì còn mình thì chỉ nó có nhiều lá, mà qua tới mùa tuyết tan nó cũng thấy nó còn nhăn răng nó cười vậy. Sống lâu, sống lâu. Mình thì chỉ nó có những loại lá như ngày mà tôi về tôi nhận cái ao mình đứt. Ở trong cái đất tôi có một cái loại cây gì đó mà nó ngộ lắm. Cái cây to này mà cái rễ nó đi tới đâu thì trên cái rễ nó lại mọc cây khác. Đây, cái cây đó này, cái rễ nó này, thì trên cái rễ này nó lại mọc cây con. Rồi nó lại ra, lên là ra cây con. Mà trời ơi, cái cây con nó đẹp dữ lắm. Chậm cái sắn nó vô chậm được để làm mấy cái chậu bonsai, mà nó lì như trâu vậy đó. Mùa hè mùa thu không có rụng lá, màu qua tới mùa xuân nó tiết nó phủ lên ngập tụi nó rồi, chắc nó chết rồi cũng không ra tiết tan xanh lè. Tức là nó khoảng bao lâu đó mới tự nó rụng, nó tôi biết nó rụng có mùa không tại tôi không biết, nhưng mà tuyết đó với chàng không nghĩa lý gì hết. Thì có những vị thánh nó họ ham sống, rồi đây cái phước họ sống lâu là biết sao, mình nhìn mình tưởng họ sống lâu thì thấy cái mặt họ vui đó, thì họ có đầu bộ. Có một vị anh hát ngồi trong rừng á, thì ngồi một mình mà bé cười cũng khùng à, ngồi luôn. Có thằng cha đó giả đi con thò á, giả đi ngang mà ngày nào có thấy kiểu ngồi cái cha hỏi tôi buồn không, cái nhà quen quen hỏi mất gì buồn, kiểu hỏi gì chắc vui đó, mà ngỡ được gì vui. Hay thiệt, khoái cầu ngày nào nó nghe tới ngày ngồi thì cũng tội chứ, tội nghiệp á. Ghé vào hỏi có tu thì tôi buồn lắm, nếu mà buồn tôi ra thì chẳng bò chứ không tôi cái buồn hơn thì nói ta mất gì ta buồn, cái cậu đó nó hay, ta mất gì ta buồn, hỏi vậy là vui lắm hả, ta được cái gì mà ta vui. Đó những giờ ngày sống kiểu nào chờ lá rụng. Phải tu là chờ lá rụng. Mọi người không có hiểu đạo thì nghe lắm, nó khôn.
như tôi nói cái câu mà ông cư sĩ hỏi thì sư Phật giáo Phật pháp phải thu vô một câu hai câu để lấy cây que một vạch một đường đó. Hỏi gì chứ dài hay ngắn có hiểu lắm tới tôi đang hiểu, tức là mọi sự ở đời là nó là cái lằn vạch. Tại sao mình phải tu là vì mình có cái so, mình thấy sống tiếp tục như ngoài đời nó khổ quá, thế là mình theo Phật, hiểu không? Mình thấy sanh tử nó khổ quá cho nên mình mới cầu giải thoát. Rồi tại sao mình thích cái món này mà mình lại ghét món kia là vì mình có cái so sánh. Tại sao mình lấy con lan mà không lấy con cúc, không lấy con đào, không lấy con yến là bởi mình so sánh. Con chó là đẹp mà nó nghèo, như vậy. Đúng tung hết mà lại ghét là mình so sánh, hiểu không? Mình nghĩ chút chứ.